Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục đọc truyện tình báo Việt Nam phát trên kênh VN Youtuber. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 40 của tiểu thuyết Ván bài lật ngửa. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 41 của tiểu thuyết này. Tin tức từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 11 năm 63. Tin của các báo và các hãng thông tấn. 17 tháng 11 đụng độ dữ dội ở Trương Thiện, tin của Việt Tấn Xã. Sức ép của Việt Cộng gia tăng ở Vị Thanh, tin của AP. Nhiều ấp chiến lược lưu vực sông Cửu Long bị Việt Cộng giải tán, tin của UPI. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa thắng lớn ở Trương Thiện, báo tiếng Việt hàng ngày. Thiệt hại của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đáng kể trong các cuộc đánh nhau ở miền Tây Việt Nam. New York Times 18 tháng 11 Thủ tướng Chính phủ quyết định các công sở từ hôm nay làm việc một buổi từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, chưa nghỉ nửa giờ. Bình luận của báo chính luận, quyết định này do yêu cầu của Đại sứ quán Mỹ. Tòa đại sứ Philippines tại Sài Gòn trao trả chính phủ Việt Nam cựu bộ trưởng Ngô Trọng Hiếu. Ông Hiếu, một yếu nhân của chế độ Ngô Đình Diệm, xin lánh nạn ở sứ quán Philippines từ ngày 1 tháng 11. Ông được Tổng nha cảnh sát tiếp nhận và sau đó đưa về Bộ Tổng Tham mưu. Theo các nguồn tin đáng tin cậy, ông Hiếu được tự do tạm thời, theo bảo trợ của đại sứ Mỹ. Đại tướng Lê Văn Tị được cử làm cố vấn quân sự cho Thủ tướng Chính phủ. Ông Tị, nguyên tổng tham mưu trưởng, một chuyên viên không có khiếu chính trị. Hình như người ta muốn qua ông để chấn áp một số sĩ quan cho tới nay vẫn chưa dứt khoát tỏ thái độ. Họ sợ bị trả thù, họ sợ bị dính trong danh sách của Ủy ban điều tra tội ác thuộc chế độ cũ và Ủy ban điều tra tài sản do sắc lệnh của Chủ tịch Dương Văn Minh ký mang số 7 SLCT đề ngày 16 tháng 11 năm 1963, tin của AP. Đại tá Nguyễn Tránh Thi và Trung tá Vương về nước sau 3 năm lưu vong, thi ở Nam Vang làm đủ thứ nghề, kể cả dắt mối điếm cho Hoa Kiều để kiếm ăn, còn Vương thì sang Pháp. Cả hai đều chủ trương trong cuộc đảo chính bất thành ngày 11 tháng 11 năm 60. Theo các quan sát viên có mặt ở phi trường, khi máy bay vừa hạ cánh Đại tá Thi và Trung tá Vương đã to tiếng cãi vã. Thi toàn đánh Vương, có lẽ do Vương vạch lối sống không được đàng hoàng của Thi trên một số tờ báo Pháp. Vì vậy, Thi không được Đại sứ quán Pháp và Chính phủ Campuchia trợ cấp. Đó là tin của Helen Fanfani. Tin của các báo Đường Ngô Đình Khôi được đổi thành đường cách mạng mùng 1 tháng 11. Thi hải ông Nhu và ông Diệm được cải táng trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ông Trần Trung Dung và vợ đứng tên xin. Lễ an táng được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt. Chừng 50 người đi đưa, trong số người đi đưa có vợ chồng đại tá Nguyễn Thành Luân. Ông Luân hiện còn bị quản thúc tại gia, xong được phép cùng vợ đi sau xe đám tang tới huyệt với vòng hoa lớn. Ông Luân vẫn vận quân phục đại tá, còn vợ dù là thiếu tá cảnh sát mặc áo dài. Cả hai đều đính băng tang. Linh Mục Nguyễn viết khai đã làm lễ và một lễ lớn khác tiến hành ở nhà thờ Đức Bà. Đám tang ít người, xong sau đó, rất nhiều vòng hoa không rõ của ai phủ kín hai ngôi mộ, nhất là mộ của ông Diệm. Ông Trần Trung Dung cho biết hai ngôi mộ sẽ được xây bằng cẩm thạch. Đây là tin của nhiều hãng thông tấn nước ngoài. Ngày 19 tháng 11, sinh viên của trường Cao đẳng Nông Lâm ở Bảo Lộc bãi khóa đòi thay đổi ban giám đốc. Lý do không được rõ, vì hình như trong ban giám đốc không có ai thuộc Đảng Cần Lao mà là người của các phái trước đây chống ông Diệm. Đây là tin của báo tự do. Học sinh Trung học Huế biểu tình, đòi các giáo sư vốn là mật vụ phải từ chức. Phong trào lan từ các tỉnh trung phần, thậm chí đến cao lãnh ở Kiến Phong. Hình như có một trung tâm điều khiển các biến động này. Tin của AP Ngày 22 tháng 11, sinh viên học sinh Huế biểu tình nhắc lại khẩu hiệu đòi thanh lọc hàng ngũ giáo chức. Cảnh sát can thiệp, có xung đột. Một số cảnh sát và sinh viên bị thương, một số sinh viên các báo Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng ký sắc lệnh số 15 cho biết sẽ mời 40 đến 80 nhân sĩ tham gia một hội đồng tư vấn để soạn thảo quy chế và chuẩn bị hiến pháp. Danh sách chưa tiết lộ. Bài báo Hai biến cố, một tiếng nói chung. Helen Fanfani, Financial Affair. Sài Gòn, 25 tháng 11. Tôi đang ngồi đợi điện thoại của Victor tại phòng riêng như thường lệ sau buổi ăn chiều. Chuông điện thoại reo, Victor không giữ được cách tế nhị vẫn giữ từ khi chúng tôi cưới nhau. Anh hổn hển mà tôi nghe được, dù từ Hồng Kông đến Sài Gòn không phải là gần. Helen nghe gì chưa? Tôi bị Victor lôi cuốn. Chưa nghe, chuyện gì? Kennedy bị ám sát. Lạy chúa, Kennedy nào? John, Tổng thống. Tất nhiên, chết không? Chết, ở đâu? Dallas. Bao giờ? Hôm qua, 23 tháng 11, anh phải bay về Mỹ ngay. Còn máy bay không? Còn. Tôi gác máy, không đợi lời âu yếm. Có thể Victor cũng quên, lao đến chiếc máy thu chuyên nghiệp, tìm các đài. Và các đài đã tường thuật. Thật ra, Victor quen múi giờ Viễn Đông. Sự việc diễn ra theo múi giờ Đa Lát. Sáng nay, Nam Việt treo cờ ủ rũ và tổ chức lễ cầu hồn ở các nhà thờ Thiên Chúa và Phật giáo. Một biến cố gây sửng sốt đồng thời gây nhiều tâm trạng. Có cả những liên tưởng nhân quả rất phương đông. Không đẩy ba tuần lễ, khi kennedy gật đầu thanh toán ông diệm đến lượt ông mấy phát đạn chính xác từ lầu cao chấm dứt cuộc đời của một tổng thống trẻ và không ai nghi ngờ về khả năng ông sẽ tái đắc cử trong nhiệm kỳ tới chưa có đối thủ nội bộ của đảng dân chủ nặng ký bằng ông và đối thủ đảng cộng hòa cỡ như ca bốt lốt thật khó giành quyền với ông vài phát đạn phán quyết johnson đã tuyên thệ nhậm chức ai giết tổng thống kennedy thủ phạm mất hút nhưng chắc chắn không phải là người việt nam càng không phải là một đảng viên cần lao cuồng tín nào đó báo thù cho ông diệm người mỹ giết tổng thống của mình tôi không nghi ngờ chút nào về điều đó cũng như người việt giết tổng thống diệm tất nhiên giết ông diệm do sự ưng thuận của kennedy còn giết ông kennedy thì do ưng thuận của ai có người bảo là ý của thượng đế cho quả là như vậy đi thượng đế qua tay ai bài toán hóc hiểm tuy vậy không phải chúng ta rơi vào ngõ cụt trong cái chết của ông diệm tỷ lệ Mỹ chiếm ít nhất cũng 75%, nghĩa là vì lợi ích của Mỹ mà ông Diệm phải chết. Trong cái chết của Tổng thống Kennedy, Việt Nam chiếm một tỷ lệ có lẽ cũng tương ứng, vì vấn đề Việt Nam mà ai đó buộc phải hy sinh Tổng thống của mình. Tôi không phải là FBI hay CIA, nghề nghiệp chuyên môn về các vụ án của tôi non, song về chính trị, tôi hiểu Tổng thống Kennedy đứng trước hai họng súng. Phe nôn nóng muốn đổ quân lên Nam Việt, chấp nhận cuộc viễn trinh, hao tốn để tạo ra được một Hawaii tận lục địa châu Á sau khi cân nhắc rằng Trung Cộng dứt khoát không tái hiện như sự việc Triều Tiên 10 năm trước. Họ hạ thủ Kennedy là người mà họ cho rằng nhu nhược, muốn hòa hoãn với Cộng. Phe muốn giữ bộ mặt Mỹ ở châu Á như một chủ ngân hàng hơn là một anh lính Tây. Phe đó ngại cú giết diệm mở đầu cho bước phiêu lưu mới, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của họ. Họ gạt bớt một con diều hâu. Đằng nào thì Tổng thống Kennedy cũng chết, chết trên chiếc xe mui trần chứ không phải trong quan tài thép M113. Sài Gòn xôn xao. Có người đứng lên với suy luận, Mỹ làm tất cả khi thích làm. Các tướng lãnh đạo chính đang sờ gáy. Có vẻ giết con gà còn dễ hơn giết tổng thống. Huống chi chỉ là các tướng mà ngôi vị gần với hư danh hơn là thực chất. Hai biến cố của hai bán cầu lại cùng tiếng nói chung. Việt Nam đòi sinh mạng cỡ nguyên thủ quốc gia để đi đến giải pháp. Mỗi ngày qua, Tôi linh cảm Việt Nam hết còn là việc gói gọn trên một dải đất hẹp trên bờ Thái Bình Dương. Cái chết của Tổng thống Kennedy Dự định của Tổng thống Kennedy viếng thăm bang Texas vào tháng 11 năm 63 được nghiên cứu kỹ. Trong cuộc vận động bầu cử năm 60, Kennedy chỉ đến bang này trong một thời gian ngắn ngủi. Ông phải đến Texas bởi vì năm bầu cử sắp tới 1964 mà nội bộ đảng Dân Chủ lại chia rẽ và trung tâm là vùng nổi tiếng cứng đầu cứng cổ này. Sứ sở của các chàng chăn bò Texas là bang rộng nhất của hợp chủng quốc, chỉ đứng sau bang Alaska, thực tế băng giá, nơi mà vì các lý do lịch sử, chẳng hạn như Texas nguyên là thuộc địa của Tây Ban Nha mới giành được độc lập, chỉ gia nhập hợp chủng quốc năm 1845, gồm số đông là người Mexico trong hơn 11 triệu dân của bang, là vùng dầu mỏ quan trọng của Mỹ mà Kennedy đặc biệt chú ý. Hơn thế nữa, Tổng thống dự định qua bài diễn văn chuẩn bị sẵn sẽ đọc trong buổi đại tiệc tại Austin thủ phủ của bang sẽ hỗ trợ cho đảng dân chủ giành ưu thế thắng lợi đối với đảng cộng hòa là dịp để tổng thống tỏ ra tính cách bình dân của mình chương trình viếng thăm texas của tổng thống được thông qua trên nguyên tắc giữa kennedy phó tổng thống johnson và thống đốc bang texas connolly tại khách sạn Contex ở thành phố el paso ngày mùng năm tháng 6. ông sẽ đi như gió qua các thành phố dallas fort worth san antonio houston và một vài thành phố khác từ xế ngày 21 đến ngày 22 tháng 11. Ngày 4 tháng 10, thông đốc Connolly vào Nhà Trắng xác định các chi tiết. Thông đốc được phép tổ chức các cuộc biểu tình đón Tổng thống. Kenneth Odeon, trợ lý đặc biệt của Tổng thống, cùng thông đốc bàn kế hoạch hợp đồng. Ai cũng nghĩ rằng cần phải có một phái đoàn theo Tổng thống đi dọc các thành phố để dân chúng dễ dàng thấy mặt nguyên thủ quốc gia. Thống đốc Connolly không thích thú với các cuộc diễu hành vì ông ta ít có thời gian để làm cho cuộc tiếp thật xôn tụ. Để đến Dallas, thành phố lớn của Texas, đông những một triệu dân và là trung tâm lọc và hóa dầu, hai mật vụ được đảm bảo an toàn cho Tổng thống. Winston Lawson từ Nhà Trắng và Forrest Sorrell, trưởng mật vụ Dallas. Chính Roy Kellerman, phó chỉ huy mật vụ Tổng thống, chỉ đạo Lawson. Phòng trinh sát bảo vệ, nghiên cứu lý lịch từng người dân Dallas trong diện chống đối Tổng thống không ai bị liệt và diện nguy hiểm. Cơ quan mật vụ cẩn thận hơn, đã lưu ý các tổ chức an ninh, cảnh sát, huy động mọi năng lực bảo đảm cho chuyến viếng thăm của tổng thống. Ngày 24 tháng 10 ở Đà Lạt, một cuộc biểu tình xảy ra, tất cả đều được chụp ảnh và nhận diện từ người. Cuộc biểu tình chỉ chống lại Alex Stevenson, đại sứ của tổng thống. Nhân viên mật vụ được phân phát các ảnh đó. Họ sẽ ra tay khi chạy chết mắt nơi tổng thống nói chuyện có lẫn lộn người tham gia cuộc biểu tình. FBI thông báo với các quan chức địa phương rằng có một kẻ nào đó cư ngụ trong vùng Dallas có thể nguy hiểm. Cảnh sát liên bang cũng nhắc một chuyển đơn chống Kennedy được tìm thấy trên đường phố Dallas. Tuy nhiên, không cơ quan nào phát hiện ra ai là tác giả của tờ chuyển đơn. Tóm lại, chẳng có gì đáng ngại. Và trong danh sách tình nghi thiếu một nhân vật, đó là Lee Harvey Oswald. Bài diễn văn mà Tổng thống sẽ đọc ở bữa ăn trưa do các nghiệp chủ và nhân vật tay mắt Dallas chiêu đãi chính là phần trọng yếu nhất của chương trình. Ban thư ký nhà trắng cho các cơ quan biết, tổng thống đến và đi từ sân bay Love, cho nên mọi thứ phải được đảm bảo an toàn để đoàn xuyên qua trung tâm thành phố và sau bữa tiệc, tổng thống sẽ trở lại sân bay bằng lối ngắn nhất. Vấn đề là tìm ngay nơi nào sẽ diễn ra bữa tiệc mà các điều kiện an toàn đều đạt mức không có tí sơ hở nào dù nhỏ nhặt, cũng như các đoạn đường mà tổng thống phải qua. Ngày mùng 4 tháng 11, Giron Ben, chỉ huy nhóm mật vụ nhà trắng yêu cầu Sorel đến tận ba nơi để có thể tổ chức bữa ăn trưa. Một trong ba nơi đó là Market Hall, không có chỗ trống ngày 22. Nơi thứ hai, Humanist Building, nằm giữa vòng rào khu hội trợ quốc gia Texas, là một ngôi nhà trệt, ít ngã vào trong, dễ bảo vệ nhưng không có tiện nghi cho một bữa tiệc. Nơi thứ ba, Trade Mart, tòa nhà mới xinh xắn, có tất cả các đòi hỏi nhưng không có bảo vệ vì có nhiều cửa ra vào. Ngày mùng 4 ấy, Sorel trả lời với Ben là theo ý ông ta, vấn đề bảo vệ ở Chase Park có thể giải quyết nếu tiến hành những phòng ngừa đặc biệt. Lawson cũng nghiên cứu việc này, và cuối cùng, Kenneth O'Donnell quyết định tổ chức bữa ăn trưa ở Chase Park. Ngày 14, Ben thông báo quyết định ấy với Lawson. Dĩ nhiên, Chase Park được đặt dưới các ngọn đèn soi mói của mật vụ từ đủ các phía. Kế hoạch bảo vệ Chase Park được nhiều nấc duyệt, bổ sung, trong đó ngoài mật vụ túc trực sẽ có vòng rào cảnh sát bên ngoài các nhóm cảnh sát trên nóc nhà và tất cả các nhà lân cận. Hơn 200 cảnh sát được huy động vào công việc ngay tại ngôi nhà. Ngày 8 tháng 11, Lo cho các người có trách nhiệm biết đoàn của Tổng thống sẽ diễu hành qua thành phố 45 phút từ sân bay Love đến Jay Park. Ngày 14, Sorel và Lo Sơn dự một cuộc họp tại sân bay và sau đó theo lộ trình mà Sorel cho rằng tốt nhất, con đường dài 16 cây số. Từ Love, đoàn sẽ qua khu ngoại ô rồi khu trung tâm theo đường Main. Có một đoàn sử dụng xa lộ Stemmen. Sau bữa ăn, đoàn sẽ trở lại sân bay theo con đường dài 6 cây số. Lawson và Sorel làm việc với giám đốc cảnh sát Dallas, Jesse Ecury, phó giám đốc Charles Bachelor, phó giám đốc Fisher và nhiều sĩ quan cao cấp của ngành cảnh sát, quân đội, an ninh nội địa. Ngày 18, Sorel và Lawson cùng với Bachelor cùng nhiều sĩ quan cảnh sát đi trên xe và cho chạy thử đúng 45 phút theo lối điều hành. Chiều ngày 18, lộ trình, nơi ăn, đường quay lại sân bay, xem như không còn gì trao đổi nữa. Sorel yên tâm. Năm 1936, ông ta từng bảo vệ Tổng thống Rutherford công du Đà Lạt. Gần ngày Kennedy đến Đà Lạt, hai tờ nhật báo địa phương đăng nhiều tin tức liên quan đến lộ trình của Tổng thống. Ngày 15 tháng 11, tờ Đà Lạt Times lần đầu tiên cho biết Jay Mark sẽ là nơi Tổng thống ăn trưa. Ngày hôm sau, cũng tờ báo này đăng tin lộ trình của Tổng thống có thể qua trung tâm thành phố bằng con đường Main từ sân bay lớp Đến ngày 19, Dalat Time viết rõ, từ sân bay, đoàn sẽ đi ngang qua Mockingbird và đường Lemon để đến Tuck Creek, nơi đoàn sẽ chuyển hướng về phía nam, nhắm vào Cola Spring. Đoàn lại xuyên qua thành phố qua đường Harwood, trở lại đường M, nơi giáp nối với đường Harwood, lại quay sang hướng Tây, theo đường Main. Trở về đường M, đoạn ở gần Houghton's, rồi theo xa lộ Stemmen đến Chơi Sáng ngày 22, tờ Morning News cho biết đoàn xe sẽ chạy từ từ để mọi người có thể nhìn rõ Tổng thống và phu nhân khi đến trung tâm thành phố. Dư luận Đà Lạt phân tán về chuyến công du này. Tờ Time Harold ngày 17 tháng 9 từng viết xã luận kêu gọi dân Đà Lạt nên lịch sự với vị khách quý, mặc dù năm 60 Đà Lạt không bỏ phiếu cho Kennedy và sẽ làm như vậy vào năm 64. Người ta nhớ ngày 24 tháng 10, Alice Stevenson đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc thuộc Đảng Dân Chủ đến Đa Lạt, Sau bài diễn văn lúc ra khỏi nhà hát, bị đám đông bao vây, xô đẩy, thậm chí nhổ vào ông ta. Ngày 26 tháng 10, có thông báo của cảnh sát Đa Lạt gọi 100 cảnh sát chủ bị nhập ngũ. Trong tháng 11, báo chí Đa Lạt thường xuyên tường thuật các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho Tổng thống với mọi chi tiết. Đăng các bài của các nhân vật Texas kêu gọi dân chúng đừng biểu tình hay làm điều gì không hay. Hai ngày trước khi Kennedy đến Đa Lạt, Giám đốc cảnh sát Kyuri tuyên bố dứt khoát sẽ không tha thứ bất kỳ cuộc biểu tình nào trong dịp này. Ngày 21 tháng 11, vào 10 giờ 45 phút giờ địa phương, Kennedy và vợ bắt đầu cuộc viếng thăm Texas. Họ rời Nhà Trắng trên trực thăng để đến căn cứ không quân Andrew, rồi sử dụng chiếc chuyên cơ dành cho Tổng thống, chiếc Air Force One, cất cánh hồi 11 giờ và hạ cánh ở San Antonio hồi 13 giờ 30 phút. Phó Tổng thống Johnson và Thống đốc Connelly tiếp họ đoàn của Tổng thống xuyên thành phố San Antonio. Buổi chiều, Tổng thống hoạt động theo chương trình định trước, khánh thành trường y học không quân vũ trụ tại căn cứ Brook. Sau đó, họ đến Houston bằng máy bay, vào thành phố bằng ô tô và Tổng thống nói chuyện ở sân vận động Rai. Dự cơm tối do dân biểu Thomas Albert chiêu đãi. Tại sân vận động, đám đông cuồng nhiệt hoan nghênh Tổng thống. Ở Houston và suốt chặng đường, người ta dành cho bà Kennedy một tình cảm rõ rệt. Một thiếu phụ đẹp và duyên dáng, khá khuya, Tổng thống và đoàn tùy tùng bay đến Fort Wood và nghỉ đêm ở khách sạn Texas. Sáng 22, Tổng thống ăn nhẹ tại khách sạn, sau đó ông ra chào đám đông hoan hô ông. Có người ngại nguy hiểm khi Kennedy muốn đi ra ngoài để nhìn và nghe. Kennedy bảo, nếu ai đó muốn giết Tổng thống Mỹ thì chẳng khó khăn gì, cứ đặt ở một ngôi nhà nhiều tầng nào đó, một tay súng có máy ngắm. Giữa buổi sáng, Đà Lạt tạnh mưa, mặt trời chói trang. Chuyên cơ đáp xuống sân bay lớp vào hồi 11 giờ 40 phút giờ địa phương. Máy bay chở phó tổng thống đỗ trước đó 5 phút. Tổng thống vẫy chào đám đông đón ông, mật vụ răng dây để đám đông không được đến gần tổng thống, kể cả nhà báo và nhân viên nhấp ảnh. 10 phút sau, họ lên xe vào Dallas. Đoàn gồm xe mô tô, xe hướng dẫn, xe cảnh sát. Kennedy đi trên chiếc xe Lincoln Mui Trần, loại đặc biệt, sản xuất năm 61, được thiết bị an toàn riêng. Kennedy ngồi băng sau bên phải với vợ thống đốc Conan Lee, ngồi ở băng trước. Mật vụ viên đặc biệt William Green cầm lái và bên cạnh là Kellerman. Kellerman ngoài nhiệm vụ bảo vệ còn giữ liên lạc vô tuyến với cả đoàn. Bên mỗi hồng xe tổng thống có hai mô tô. Sau xe tổng thống là chiếc Cadillac 8 chỗ ngồi kiểu 1935 chở 8 nhân viên mật vụ. Mỗi người trang bị một khẩu súng ngắn 38, một khẩu súng trường và một súng trường tự động. Pover và O'Donnell chỉ huy bảo vệ ngồi trên xe máy, đoàn xe dài đến 400 thước. 11 giờ 50 phút, Kennedy rời sân bay với tốc độ từ 48 đến 50 cây số trên giờ. Ở trung tâm thành phố, tổng thống được đông đảo dân chúng hoan hô nồng nhiệt. Tình hình ấy khiến cả đoàn, đặc biệt là nhân viên mật vụ và cảnh sát lơi lỏng cảnh giác. 12 giờ 30 phút, xe của tổng thống chạy trên đường em đến ngã ba có cái tên kỳ quặc, Tripler Underpass với tốc độ 17 cây số trên giờ. Nhiều phát súng cạc pin nổ và giết ngay tổng thống làm bị thương nặng thông đốc Connolly một viên đạn xuyên cổ tổng thống viên kế tệ hại hơn làm nổ bộ phận phải sọ so não của tổng thống giữa lúc ấy bà kennedy đang chào đáp lễ dân chúng tiếng nổ làm bà giật nảy trời ơi họ giết chồng tôi tôi yêu anh sách và sau đó một gã oswald nào đó trở thành mục tiêu của cuộc điều tra luân bảo dung đấy là với tổng thống họ Cả hai không nói gì hơn khi đọc xong tài liệu về cái chết của Kennedy. Luân và Dung không bao giờ tin thuyết quả báo, song họ cảm nhận cuộc chiến đấu thay đổi hình dạng đến mức tàn bạo, khó mà biết được đâu là chốn tận cùng. Sáng 30 tháng 11, một tuần lễ sau cái chết của Tổng thống Mỹ Kennedy và một tháng sau cái chết của Ngô Đình Diệm, Hội đồng Quân nhân Cách mạng họp phiên toàn thể. Lẽ ra cuộc họp được mở sớm hơn, liền sau sự cố Đa Lát, song hầu hết thành viên của hội đồng đều hoang mang. Họ chờ đại sứ Cabotlot giải thích. Cabotlott phải chờ chính tổng thống kế nhiệm Johnson giải thích. Và chiều 29, Cabot gặp tướng Bích Minh. Tướng Bích Minh mở đầu phiên họp. Đại sứ Mỹ đã thông báo với tôi diễn biến cuộc ám sát tổng thống Kennedy. Hung thủ là Oswald, một kẻ loạn trí. Tướng Bích Minh nói tiếp. Đây là việc nội bộ của nước Mỹ. Hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chính sách của Mỹ đối với Nam Việt. Tổng thống Johnson đảm bảo sẽ trung thành theo đường lối của Tổng thống Kennedy về châu Á, về Đông Dương và về Việt Nam. Tôi đã nêu thắc mắc, tại sao một kẻ loạn trí lại chọn Tổng thống làm mục tiêu mà không chọn người khác? Phòng họp là căn phòng lớn ở dinh độc lập vừa xây xong, nín thở nuốt từng lời của vị chủ tịch. Ông Bích Minh nói tiếp, Đại sứ trả lời với tôi, Oswald tiêu khiển bằng cách hạ sát Tổng thống. Các bạn thấy, chỉ là trò tiêu khiển phòng họp như bị đè dưới một tảng đá nghìn cân qua lý giải của đại sứ mỹ tôi hiểu rằng ở mỹ thú tiêu khiển không có hạn độ tướng bích minh hơi châm biếm điều rất ít có ở ông chúng ta tôi và anh em không ai có thể làm gì hơn là nghe giải thích và bằng lòng với mọi cách giải thích từ miệng người mỹ nhất là từ miệng vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền tướng lê văn kim sen vào tướng hắc Kìn có cái nhìn hơi khác Tôi biết Tướng Bích Minh gật chiếc đầu Tóc đã cắt thật ngắn Môi dưới vốn đã dày như trẻ thêm Tướng Hắc Kim phản đối cả cái chết của anh em ông Diệm Giới quân sự Và bây giờ thêm một bộ phận trong giới chính trị Gắn hai cái chết với nhau Tướng Kim ngắt lời một lần nữa Họ cho là nhân và quả Không chỉ như vậy Tướng Minh nhếch mép Không phải cười mà biểu hiện ngao ngán Họ cho là sự mở đầu một kiểu thanh toán mới mở đầu thôi. Các tướng cúi gầm, ra mặt của hai người dễ thấy nhất là tôn thất đính và mai út xuân. Khi mà giới quân nhân làm chính trị, tình thế thường như vậy. Tôi chỉnh hội đồng một huấn thị, quân nhân nào liên hệ với các đảng phái, bất kể đảng nào đều phải chấm dứt. bằng không hội đồng sẽ buộc phải xét kỷ luật, kể cả hình thức cho giải ngũ. Đỗ Mậu cao giọng, nhưng ở Mỹ, cái chết của tổng thống đâu có dính gì tới quân nhân tướng minh buông thõng làm sao biết được thiếu tướng thiệu nói nhanh tôi tán thành ý kiến của trung tướng chủ tịch tướng minh hỏi có anh em nào không đồng ý không đỗ mậu vẫn khăng khăng tôi không đồng ý mỗi tướng lãnh đều có quyền tự do miễn quyền đó không ảnh hưởng đến trách vụ của mình bích minh nói tôi đề nghị anh em cho ý kiến bằng cách giơ tay ai tán thành đề nghị của tôi tất nhiên chỉ trừ đỗ mậu tất cả các tướng đều giơ tay. Đỗ Mậu dằn từng tiếng. Tôi thiểu số nên phải phục tùng, nhưng xin cho tôi nói hết ý của mình. Chúng ta đang làm chính trị. Lê Văn Kim trả lời thay cho tướng Minh. Đúng, nhưng làm chính trị khác với theo một đảng. Tướng Đồn can thiệp. Tôi thấy nên chấm dứt cãi cọ, việc lớn không phải là đảng này hay đảng nọ. Hội đồng có vẻ chịu kiểu thực dụng của tướng An Rê tướng bình ngó tướng kim và xuân ngày mai đại hội nhân sĩ sẽ họp tôi đến chào đại hội xong tôi không giỏi về khoa biện luận nên nhờ anh kim hoặc anh xuân họp với họ chắc có nhiều câu hỏi khó xuân đẩy sang kim anh kim dự thì tiện hơn tôi sẽ dự nhưng nên quanh đỗ mậu vì tôi biết đảng đại việt thế nào cũng nêu yêu sách tham chính tôi trả lời không tiện bằng anh mậu tướng kim đã công khai giới thiệu đảng tịch của đỗ mậu mậu nói tôi sẵn sàng tôi có nhiều bạn bè trong đảng đại việt ai cũng biết nhưng tôi không phải là người lãnh đạo họ lãnh đạo của họ là hà thúc ký trương tử anh và nguyễn tôn hoàn ông hoàn chưa về nước tướng minh nói thêm ông ký chắc chắn có mặt tại đại hội tôi đã mời ông ta tướng minh dừng lại một lúc nếu không còn anh em nào có ý kiến gì khác tôi đề nghị phiên họp kết thúc khi các tướng sắp rời ghế tướng trần thiện khiêm nói tôi muốn anh chủ tịch cho biết quyết định về ông nguyễn chánh thi và vương văn đông vừa về nước tướng đỗ mậu nói ông thi thì nên giao cho bộ tổng tham mưu để nhận công việc còn ông đông thì hơi ngại tướng xuân hỏi ông ngại điều gì đỗ mậu trả lời mắt soi mái xuân ông đông là người có phòng nhì tướng xuân phất tỉnh không có bằng chứng chưa chi huynh đệ đã tương tàn, ông Đông có công trong cuộc chính biến tháng 11 năm 60. Tướng Minh cắt đứt cuộc lời qua tiếng lại của hai viên tướng. Thôi, tôi sẽ hỏi tổng nha cảnh sát về cả hai người. Tướng Xuân lại nêu vấn đề. Tôi hỏi, thái độ của hội đồng đối với đại tá Nguyễn Thành Luân? Tướng Phạm Xuân Triều nói. Tướng John Sepp nhắc chúng ta, hãy để cho đại tá yên. Xuân cau mày. Tại sao lại để ông ta yên? Phó tổng bí thư đảng cần lao bích minh xua tay thôi nhắc chuyện đảng cần lao làm gì ở đây trừ tôi các anh em đều ở đảng cần lao hết chẳng qua thời thế bắt buộc đâu phải chuyện lớn xuân nói lẫy nếu không tôi đề nghị công bố quân hàm thiếu tướng của ông ta do ông diệm ký và cho ông ta làm việc tướng thiệu phản ứng nhanh công bố quân hàm đâu được còn làm việc việc gì ông ta không phải hạng trầu dìa. À? tiện thể tôi hỏi anh đính tại sao thăng vợ của đại tá luân lên thiếu tá và chuyển làm phó giám đốc nha công vụ tổng nha cảnh sát đính trả lời cái đó do ông triệu triệu nói xuôi xị cũng không phải do tôi mà do phái đoàn cố vấn cảnh sát mỹ đề nghị và đại sứ quán mỹ tán thành có cả sự ưng thuận của tướng john step tướng bích minh lại xua tay thôi việc đại tá luân sẽ tính sau còn gì nữa không tướng đôn ngồi xuống ghế và nói không mấy phấn chấn Tướng Harkin yêu cầu sớm họp hội nghị quân sự. Tôi hứa sẽ họp, nhưng họ dục do chiến sự gia tăng và do quân đội ta tổn thất nhiều. Ấp chiến lược dã nhiều rồi. Tướng Minh vẫn ngồi yên trên ghế chủ tịch. Thế nào cũng họp, nhưng phải sửa soạn kỹ kế hoạch. Đừng để vô hội nghị, phải mình im re, còn người Mỹ nói hết trơn. Họ nắm nhiều tình hình hơn mình, lại còn nghiên cứu. Tướng Đôn ủy bài ném thêm một quân bài lên bàn họp. Tướng Hắc Kín muốn tiếp xúc với đại tá Luân trước khi họp. Tướng Thiệu nói như quát. Không được, thiếu gì người cần hỏi ý kiến. Tướng Đôn cười mỉm. Nhưng bộ chỉ huy Mỹ đề nghị đích danh đại tá Luân. Nếu anh Thiệu không chịu thì anh trả lời thay tôi. Thôi, tướng mình vẫn mở đầu bằng chữ thôi. Tôi sẽ gặp đại tá Luân. Hội nghị có vẻ ngơ ngác. Tôi không thích đại tá Luân phát biểu ở hội nghị như là một phe, còn tội mình là một phe trước người Mỹ. Đại Tao Lân chắc có nhiều suy nghĩ, và đó là suy nghĩ của một sĩ quan Nam Việt trong đoàn của Nam Việt. Tướng Xuân nói như than. Vậy là giao việc cho ông ta rồi. Ừ, thì giao việc. Có sao? Ta không giao thì người Mỹ giao. Cái sau rất bất tiện, phải không anh em? Tướng Bích Minh đã thuyết phục được hội đồng. Bác sĩ Trần Kim Tuyến về nước, tuy kín đáo xong ngay cầu thang máy bay đã có hai nhóm người đoán với hai thái độ khác nhau nhóm thứ nhất mặc thường phục mà lưng người nào cũng cộm con chó lửa và có một người cầm sẵn cây còng số 8 bác sĩ đang hớn hở bước xuống cầu thang gia đình trực xô tới chào thì bị nhóm người kia ngăn lại ông bị bắt một người tuyên bố rõng dạc và tra còng vào tay bác sĩ bác sĩ tuyến kinh dị hỏi cái gì vậy cấp trên của chúng tôi sẽ trả lời các ông thừa biết một chùm mật vụ nên được ưu đãi như thế nào người còng tay tuyến trả lời lạnh lùng bác sĩ qua đôi kính cận mặt trắng bệch ông biết cái gì đang đợi ông như ông đã từng chỉ thị cho bộ hạ trước đây may mà ngay cầu thang máy bay bằng không ông đã nhận vài cú lên gối đến hộc máu mồm đi người còng tay tuyến có vẻ chỉ huy ra lệnh đi đâu không phải bác sĩ tuyến hỏi mà một giọng khác oang oang hơi cười cợt hai quân nhân một mang quân hàm trung tá với toán quân cảnh trang bị tiểu liên giống như dưới đường băng bê tông ngoai lên. Án ngữ đám nhân viên mặc thường phục. Viên trung tá chập quát chân chào bác sĩ Tuyến. Mở còng ra. Viên trung tá bảo cộc lốc. Ông là ai? Viên chỉ huy mặc thường phục hỏi, giọng hơi run. Tụi bay là ai? Viên trung tá bốp chát. Viên chỉ huy lắp bắp. Chúng tôi mang lệnh bắt nguyên trưởng cơ quan mật vụ chế độ cũ. Lệnh đâu? viên trung tá vẫn dọc cộc lốc. Viên chỉ huy mặc thường phục chìa tờ giấy đánh máy. Viên trung tá giật phát tờ giấy, nheo mắt đọc. Đại tá giám đốc nha cảnh sát Đô Thành. Tao cóc biết thằng này, còn mày, thằng đại úy cả chớn. Và anh ta sẽ vụn tờ công lệnh, buông nó bay lả tả theo gió. Mở cong, viên trung tá nhắc lại. Viên đại úy cảnh sát ngỡ ngàng. Tao đếm ba tiếng, nếu mày không mở cong cho bác sĩ, thì tao cho mỗi đứa một băng chầu ông bà ông vải một chưa đến tiếng thứ hai chiếc còng đã được mở viên trung tá lễ phép bảo mời bác sĩ về ngay bộ tổng tham mưu trung tướng tôn thất đính đang đợi bác sĩ rồi quay sang viên đại úy cảnh sát anh ta bảo bằng giọng thật trịch thượng còn đứng đó hả bác sĩ ra lệnh bắt tụi mày thì tụi mày vào nhà xác ngay đổ chó lợn hành khách vây quanh xem như một trò ảo thuật đám cảnh sát bảo nhau bằng mắt lùi trong đám người vào sân bay tôn thất đính và đỗ mậu đón tuyến ngay thềm bộ tổng tham mưu bravo đính ôm tuyến thét to chào vị mưu sĩ tài ba mọi việc như bác sĩ dự kiến khi ngồi trong phòng khách tuyến hỏi tôi nghe theo ý tưởng bị bắn đúng gã vệ sĩ của nguyễn thành luân bắn thế thì việc đầu tiên coi như các vị trả công cho tôi là lôi cổ luân lẫn tên vệ sĩ của hắn ra bắn tuyến nói điểm đạm nhưng âm sắc đầy quyền lực. Đỗ Mậu lắc đầu. Không thể làm theo ý bác sĩ. Tại sao? Vì ngày mai, chính chủ tịch hội đồng quân nhân sẽ gặp Đại tá Luân. Và ngày kia, Đại tá Luân dự một phiên họp quân sự hỗn hợp Việt-Mỹ do Đại tướng Hắc Kinh và Trung tướng Đôn chủ trì. Tuyến thất vọng. Đến thế kia. Có thể còn hơn thế nữa. Không có gì ngăn Đại tá Luân trở thành nhân vật quan trọng ở Việt Nam Cộng Hòa. Người Mỹ muốn. Và đỗ mậu chua chát. Người Mỹ muốn là trời muốn ngay lông chân của gã bệ sĩ cũng không đụng được à có lẽ sự thật gần như bác sĩ nghĩ chuyện đại tao luân còn phức tạp lắm bây giờ bác sĩ đã về nên gặp gia đình nghỉ ngơi vài hôm rồi chúng ta sẽ mời bác sĩ làm việc vẫn việc cũ chúng ta đang xây dựng lại cơ quan mật vụ tôn thất đính nói như vậy tôi nghe lời hai ông còn mối thù với nguyễn thành luân tôi không bao giờ quên rất tốt nếu bác sĩ khôn khéo Đỗ Mậu lên giọng dạy đời Nhất là đừng tỏ cho Luân biết Bác sĩ thâm thủ hắn Và chưa hé môi với giới quân sự Mỹ Nắm cơ quan mật vụ Bác sĩ đủ điều kiện hành động Lý cai còn không? Đỗ Mậu trả lời Còn Được Thế tôi có cần trình diện tướng Minh không? Đỗ Mậu đắn đo Khoan đã Ông Minh có vẻ không thích bác sĩ Bác sĩ hỏi Ai chủ trương bắt tôi tại sân bay? Đỗ Mậu trả lời Cảnh sát Nhưng Trung tướng Đính là Tổng trưởng An ninh Tổng trưởng không kiểm soát hết mọi việc đâu Đính nhau mắt Coi như đó là chuyện vặt Ngay tôi Nếu Trung tướng Đính không thuật lại mọi sự Tôi cũng ra lệnh bắt bác sĩ Đỗ Mậu nói như giết qua kẽ răng Tuyến phân trần Chúng ta nên sòng phẳng Tôi biết nhiều chiến hữu Đại Việt của Thiếu tướng Chết ở nhiều nơi Kể cả ở P42 Nhưng tôi không thể làm khác Nếu tôi làm khác không có cuộc cách mạng, chưa chắc. Đỗ Mậu nói như hết tự kiểm chế, nghĩa là nghĩa là không cần các biện pháp như bác sĩ đã làm và nghĩa là không có bác sĩ chúng tôi vẫn lật được diện. Tôn thật đính giản hòa, này ngày vui đừng tranh cãi gây cấn. Và lại thiếu tướng không còn là đại việt nữa, chúng ta thỏa thuận rồi. Mời bác sĩ uống với chúng tôi. Sau khi cụng ly, bác sĩ Tuyến ra khỏi phòng. Vợ con ông ta đang thắc thỏm chờ. Bác sĩ đi mà lòng ngổn ngang. Sự thể này rõ là không ổn. Ông ta nhớ lời dặn sau so chót của tôn thất đính. Bác sĩ nên ém mình, chớ để giới Phật giáo thấy mặt. Họ có thể kéo biểu tình đập phá nhà bác sĩ. Bác sĩ cũng đề phòng giới thiên chúa giáo. Hình như phong thanh biết bác sĩ nhúng tay vào vụ đảo chính. Họ cũng biểu tình đập phá. Thế là như bị giam lỏng rồi con gì. Tuyến thăm dò. Tôi định viếng mộ ông Diệm. Đỗ Mậu Tuân một thôi lời lẽ cay độc. Không nên. Chắc bác sĩ đọc báo biết việc làm của đại tá Luân. Ông ta hành động phù hợp, nói tiếng nữa. Xong không phải sự bắt chiếc nào cũng tốt cả đâu. Bác sĩ sẽ làm bia cho báo chí phỉ bán. Trung tướng Dương Văn Minh dự khai mạc đại hội nhân sĩ. Đây là một đại hội do các đoàn thể triệu tập, không theo sáng kiến của hội đồng quân nhân. Mặt mũi của chừng 100 người chẳng lạ gì với công chúng. Số khá đông vừa rời khỏi tù với tấm huân chương chống chế độ độc tài gia đình chị. Chống thật và chống giả. Số còn lại là các trí thức có tên tuổi, thật tình thấy nhẹ nhõm hơn khi diệm bị lật đổ. Đại hội gần như không có ai cầm càng. Kỹ sư Phan Khắc Xỉu được cứ nói mấy lời mở đầu và ông giới thiệu Trung tướng Minh. Trung tướng được hoan hô khá lớn, ông bối rối vì cảm động. Trung tướng cảm động nói, tôi cảm ơn quý vị. Tôi mong đại hội đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho hội đồng quân nhân và chính phủ trong lúc đất nước khó khăn tôi cũng đề nghị quý vị đề cử một hội đồng nhân sĩ đủ tài đức tư vấn cho hội đồng quân nhân và chính phủ tôi mong quý vị để quyền lợi quốc gia lên trên hết lẽ ra tôi phải dự cùng quý vị suốt đại hội song công vụ không cho phép trung tướng lê văn kim thiếu tướng đỗ mậu thủ tướng nguyễn ngọc thơ sẽ làm việc cùng quý vị tôi sẽ xem lại biên bản chúc quý vị và gia quyến an khang vỗ tay nhưng có vẻ đại hội thất vọng vì vị chủ tịch nói quá ngắn, tiếng vỗ tay giảm hẳn nồng nhiệt. Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ được yêu cầu trình bày chương trình hành động của chính phủ. Ông Thơ không sẵn sàng nên nói khá lập cập. Ý duy nhất mọi người ghi nhận là Việt Nam Cộng Hòa đang thực hiện một cuộc cách mạng, song cách mạng ôn hòa. Các vấn đề kinh tế xã hội, về chiến tranh, về dân chủ đều bị bỏ qua. Lê Văn Kim giống như một chiếc gia, lý luận về những khái niệm rất chung. Đỗ Mậu nói về những hy sinh của các chiến sĩ quốc gia để đánh đổ Ngô Triều đại hội rơi vào cảnh hỗn loạn các nhân sĩ chân chính chán nản và lần lượt rút lui phần mà đại hội coi như quan trọng nhất là giới thiệu người tham gia hội đồng nhân sĩ con số lên đến một trăm đủ hết hà thúc ký phan quang đán hồ hữu tường trịnh khánh vàng phan khắc sửu nguyễn thành phương trần văn hương phan huy quát nguyễn xuân chữ hoàng quỳnh thích tâm châu lê văn tất trần văn vân 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 riêng hà thúc ký còn đưa ra một phương châm đằng nào đổ máu nhiều, tức là có công nhiều trong cách mạng mùng 1 tháng 11, thì được quyền chiếm tỷ lệ cao trong hội đồng nhân sĩ và chính phủ. Đại hội đế mạc trong không khí, ai cũng thấy mình phải là thành viên của hội đồng nhân sĩ, một thứ siêu nghị viện và phải là tổng trưởng. Tướng Bích Minh ghé nhà Luân Thật ra nhà riêng của ông cũng gần nhà Luân, nhưng chưa bao giờ ông đến với bất kỳ tư cách nào. Cuộc viếng thăm không báo trước, đoàn xe vào cổng Luân vẫn còn mặc đồ pyjama. Khỏi thay quần áo làm gì? Tướng Minh hạch hoạc bắt tay Luân, trong lúc lực lượng bảo vệ tỏa quanh nhà. Tôi ghét làm dùm beng lắm, mà mấy ông an ninh quân đội và tổng nha cảnh sát cứ bắt tôi theo. Tướng Minh giả lả, có lẽ ông thấy khó chịu về sự phô trương trước mặt Luân. Một sĩ quan ông không ưa nhưng có phần nể. Luân mời Tướng Minh ngồi, anh vào trong nhà thay quần áo. Trong bộ quân phục, đính hàm đại tá anh chào tướng minh thật nghiêm chỉnh tướng minh hỏi ồ sao lon của đại tá méo mó và dơ quá vậy luân cười mỉm thuật lại chuyện ở bộ tổng tham mưu tướng minh trầm ngâm một lúc khẽ thở dài rồi nói như vậy đó trả lên quân hàm tức là trả lên chính mình lúc nào cũng có bọn du côn tôi nghe tin đại tá đặt vòng hoa trước mộ ông diệm ông nhu tôi khâm phục nhân đây tôi muốn nói rõ với đại tá như tôi nói với vợ chồng trần trung dung cái chết của hai người ngoài dự kiến của tôi Luân nói giọng buồn bã Tôi tin trung tướng Xong làm rõ nguyên nhân đâu có khó Khó chưa? Tôi hỏi thiếu ta nhung Anh nói trong xe tối lắm Ai nổ súng đầu tiên thì anh không rõ Xong nhiều người bắn sau một lúc cãi cọ Ông Nhu chửi một số lính áp giải Luân nói Đó là một cách giải thích dễ dãi nhất Ông Nhu chửi Lính nổi nóng bắn hai anh ông nhưng sự thể chắc không đơn giản như vậy Tôi cũng nghĩ như đại tá Luân thấy không cần kéo dài vụ này nữa Xin Trung tướng Chủ tịch cho biết Mục đích chuyến đến nhà tôi À tôi không hẹn Cũng hơi đường đột Xong tôi nghĩ đại tá không chấp nhất Vẻ mặt chất phác của tướng Minh Gợi cho Luân sự xúc động Vì ít ra ông ta cũng là con người lương thiện Theo nghĩa đạo lý cá nhân phương Đông Và bị cuốn vào trò cờ bạc bịp Chắc là sở đoán của ông Ngày mai tướng Hắc Kinh triệu tập một cuộc họp quân sự lên lịch. <laughs> Ngày mai, tướng Hắc Kinh triệu tập một cuộc họp quân sự liên tịch với tướng Đôn. Mỗi bên cử một số sĩ quan tham gia để bàn về biện pháp quân sự hiện thời. Tướng Hắc Kinh yêu cầu đại tá có mặt trong cuộc họp. Thưa Trung tướng Chủ tịch, tướng mình đưa tay ngăn luân. Chúng ta đổi cách xưng hô, tôi không ưa gì cấp chức này. Tại sao chúng ta không gọi là anh em cho thân mật? Luân đồng ý nếu trung tướng cho phép. Anh nói đi. Luân nói. Giả tí tướng Hắc Kinh không nêu đích danh tôi. Có lẽ tôi bị bỏ xó tại ngôi nhà này, không biết đến bao giờ. Anh đừng buồn. Tôi không quen nói láo. Đúng vậy, mà không phải trong hội đồng, ai cũng đồng ý để anh dự hội nghị ngày mai. Những người phản đối có lý của họ. Tôi là một cần lao gọc mà. Thôi, anh cay đắng làm chi? Ai mà không cần lao? Trung tướng không vô đảng cần lao, phải tôi không vô nhưng tôi vẫn thi hành chủ trương của ông diệm tức là của đảng cần lao nào có khác gì chuyện cũ không nên nhắc nữa bây giờ nên để tâm trí lo đại cuộc tôi muốn anh suy nghĩ và thử nói ý kiến của anh trước tình hình hiện thời ta phải thế nào hội đồng quân nhân nói vậy chứ đâu có đồng tâm nhất trí chính phủ thì thiếu đầu đàn ông thơ hiền quá quân đội sau đảo chính ngoài mặt thì yên ổn mà bên trong thì nghĩnh ngãng dữ lắm các tướng vùng sư đoàn không phục trung ương quân binh chủng này kỵ quân binh chủng kia khó tướng binh thổ lộ hết những cái ông chỉ thổ lộ với người chí thân và chấm câu bằng những tiếng khó như thú nhận sự bất lực luân lựa lời hội nghị bàn về quân sự thì không phải không tìm lối ra được song ở nước cộng hòa chúng ta vấn đề cần mổ xẻ là chính trị có cơ sở chính trị rồi thì sẽ có biện pháp quân sự thỏa đáng đó là chỗ yếu của hội đồng có lẽ trừ ông kim ông đỗ mậu Chúng tôi không có ai có khiếu chính trị Ông Kim thì hay nói chuyện đâu đâu Còn ông Đỗ Mậu Nói thiệt tôi không ưa ông ta Luân quyết định thăm dò sâu hơn một chút Cho tới nay Hội đồng quân nhân chưa vạch được đường lối chung Mọi thứ bỏ lửng Tí như việc chiến tranh Tí như việc hòa giải dân tộc Tí như chính sách ngoại giao Chưa có cái nào rõ ràng cả Đánh nhau tới bao giờ Và người Việt đánh người Việt Sau đó có khi người Mỹ nhảy vô tàn phá quê hương mình Chết chóc Tôi băn khoăn những điều vừa thưa với trung tướng Tướng Minh thở dài Tôi biết chứ Nhưng làm sao Không lẽ không chống cộng Tôi đã nghĩ tới cao miên Tôi sẽ cử ông Trần Tránh Thành lên Nam Vang Để vừa dàn xếp tranh chấp giữa hai nước Vừa xem cái cách mà họ theo đuổi Luân thấy hé ra một chút ánh sáng Nhưng anh giật mình Trung tướng bàn ý vừa rồi với ai chưa Tôi có trao đổi với anh Kim, anh Xuân, anh Đôn Trao đổi sơ qua thôi ý các ông kia thế nào anh kim giống tôi nhiều hơn hết anh đôn anh xuân chắc cũng vậy nhưng họ sợ tại sao chính phủ ta lại găng với pháp không phải chính phủ đâu ông đỗ mậu ông thiệu thôi có thể ông khánh nữa tôi biết đang có một cuộc vận động bài pháp chống trung lập trong một số giới nói thẳng cuộc vận động đó nhằm chống hội đồng quân nhân cá nhân chủ tịch và các phó chủ tịch nghĩa là vai trò đệm của hội đồng đang bị đe dọa nếu hội đồng không chủ động bỏ vai trò đệm mà thực sự trở thành một cái gì vững bền hơn. Luân nhìn tướng Minh đăm chiêu mà thương hại. Anh suy tính xem có nên giáng thêm một bước nữa. Chẳng hạn hỏi về Dương Văn Nhật, Dương Văn Diệu và khá nhiều anh em họ hàng của tướng Minh tập kết hoặc có thể đã về Nam. Nhưng anh thấy chưa tiện. Tôi sẽ dự cuộc họp và sẽ chỉ nói về phương pháp hành quân tác chiến thôi. Chỉ e chúng ta tốn công vô ích. Sự thể không dậm chân tại chỗ. Hội đồng đảo chính ông Diệm được thì một số tướng nào đó cũng đảo chính hội đồng được. Khó là làm lần đầu, làm lần đầu chót lọt, người ta dễ theo gương đó. Mỹ lấy máy bay đâm vào núi để giết Tổng thống Phi Luật Tân mắc xoay sai hoặc dùng áp lực buộc ông Phi Bun Song Ram, ông Lý Thừa Vãn, Lưu Vong, thì tại sao không làm vậy được ở Sài Gòn? Tổng thống Kennedy bị bắn sau khi Tổng thống Diệm bị bắn. Tôi nghĩ rằng một thời kỳ tàn bạo bắt đầu, thời gian còn ít lắm, tôi thiết tha mong Trung tướng tính gấp tướng minh chăm chú nghe ông không có vẻ gì sợ hãi những hình ảnh ghê rợn mà luân vừa điểm qua nhưng trong cặp mắt mệt mỏi của ông luân nhìn thấy nỗi lo lắng như cao rộng hơn dân chúng việt nam chúng ta có tội tình gì tướng minh thốt ra một câu não ruột câu thốt ra khiến luân suýt rơi nước mắt luân nói bởi vậy nếu tôi dự họp và nói thì sẽ không trả lời câu hỏi của trung tướng hội nghị quân sự phải bàn việc đánh nhau giết chóc với tướng Harkin chưa phải là đã gay gắt lắm. Nhưng nếu người thay Harkin theo lệnh của Tổng thống Johnson đặt yêu cầu đưa chừng 100.000 quân vào Nam Việt thì chúng ta sẽ có thái độ như thế nào? Tôi phản đối. Tướng Minh như thân hình của ông nói một câu chắc nịch. Phản đối xuông không thể có hiệu quả. Tôi sẵn sàng từ chức. Cũng không phải là thượng sách. Thì không phải là thượng sách nhưng chúng ta đâu phải là Việt Cộng. Việt Cộng đánh lại Mỹ còn chúng ta là đồng minh của Mỹ tướng minh nói giọng đầy đau khổ các mâu thuẫn nội tâm của ông bộc lộ rõ ràng luân cắn môi tội nghiệp cho ông luân cho rằng việc tiếp xúc với tướng minh như thế là đủ hơn nữa tướng minh đang ngả lưng vào ghế gánh nặng quá sức của ông ngày mai tôi sẽ có mặt đã quyết định họp tại dinh độc lập tôi không dự tướng đôn là trưởng đoàn tôi có cần trao đổi trước với tướng đôn không nên trao đổi anh hẹn điện thoại trước với anh đôn từ giờ này Tôi quyết định bãi bỏ trạm quân cảnh." Luân nói vội vàng. "Xin phép trung tướng, tốt nhất cứ để trạm quân cảnh, có lợi cho an toàn của tôi hơn." "Vậy cũng được, họ sẽ chuyển sang nhiệm vụ trái ngược với nhiệm vụ trước kia. Cảm ơn trung tướng." Luân ngỡ rằng tướng Minh ra về, nhưng ông đến chỗ đặt điện thoại quay số. "Alo, Bộ Quốc phòng đó phải không? Cho tôi nói chuyện với trung tướng Đôn. Tôi là trung tướng Dương Văn Minh." Luân ngắm nghĩa Minh Chọn nghề binh là một lầm lẫn Bây giờ làm quốc trưởng Ông còn lầm lẫn hơn Luân nghĩ về chủ tịch hội đồng quân nhân như vậy Anh Đôn đó hả Tôi Minh đây Để ngày mai làm việc với tướng Hắc Kim, Tôi đề nghị anh gặp đại tá Nguyễn Thành Luân trước Tôi hỏi đại tá Tôi đang ở nhà đại tá Minh che máy Anh Đôn hẹn 3 giờ chiều Tại bộ quốc phòng Luân gật đầu Alo Đại tá thấy được Đúng 3 giờ Chào anh Tướng Minh cầm kê pi Chia tay bắt chặt tay Luân Luân tiễn ông ra xe đứng nghiêm chào Cuộc gặp buổi chiều với tướng Đôn Là chủ yếu để cả Luân và Đôn Nghe sĩ quan tham mưu thông báo tình hình chiến sự Đôn chưa có một dự kiến nào rõ rệt Thôi mai họp Tùy tình hình Mỗi người cứ nói Tướng Đôn ngáp dài Luân biết những cuộc chơi thâu đêm chắc táng Đang tiêu hao sức lực của viên tướng nổi tiếng hào hoa này Nhất là khi lệnh cấm khiêu vũ của bà Trần Lệ Xuân bị bãi bỏ Cuộc họp với tướng Harkin thì lại phức tạp. Phức tạp không từ Harkin mà từ viên trợ lý của ông tướng, Westmoreland. Westmoreland nói không úp mở, cần đưa thực binh Mỹ vào Nam Việt mới mong chống đỡ Nam Việt tránh khỏi bị cộng sản tràn ngập. Ông ta không nói rõ quân số cần thiết là bao nhiêu, nhưng lập luận của ông ta như sau: Thời kỳ chỉ hạn chế sự có mặt của Mỹ ở hình thức cố vấn và một số đơn vị yểm trợ đã lạc hậu trước thực tế. Tuy là phó của Harkin, Westmoreland lại tỏ ra trên vai vế chủ tướng của mình Harkin nói rất ít Các ông bớt bàn chuyện chính trị đi Chuyện chính trị này để các nhà chính trị lo Các ông là sĩ quan cấp tướng Chuyện của các ông là đánh giặc Westmoreland nói xả vào mặt của đôn như vậy Luân thấy đến lúc phải lên tiếng Thưa tướng quân Tất nhiên tướng phải cầm quân Xong như tướng quân thấy Số quân sĩ mà tướng quân nhắc Chắc chắn cao hơn con số 20.000 hiện diện Chính là do sai lầm về chính trị mà ra Westmoreland gật đầu. Tôi không nghĩ khác đại tá. Cả tướng Harkin, tướng quân John Stepp có mặt ngày hôm nay. Chúng tôi phản đối đảo chính và phản đối cách xử trí với ông diệm ông Nhu. Chính các ông, tướng Westmoreland ngót thẳng tướng đôn, tướng thiệu. Chính các ông lật đổ tổng thống của mình. Bây giờ người Mỹ phải hứng hậu quả đó. Nhưng đại tá luôn thân mến, ngày hôm qua là ngày hôm qua. Ta phải nói những gì thuộc ngày hôm nay và ngày mai. Luyến tiếc quá khứ là không xấu. Xong quên hiện tại và tương lai là có tội. Đại tá đồng ý chứ Hơn nữa chúng ta là quân nhân Quân nhân chỉ biết chấp hành và chiến thắng luôn không chịu thua Cũng có nhiều cách đi đến chiến thắng Đúng Và chúng ta sẽ bàn cách đi đến chiến thắng Westmoreland tỏ ra là một tướng khá giỏi để khoan nói Tướng Hắc Kinh lên tiếng Bây giờ tôi nghĩ là nên đi vào vấn đề kỹ thuật Tôi đề nghị thành lập một tiểu ban Danh sách tiểu ban sẽ do tướng Đôn Và tướng Westmoreland trao đổi và thông báo Cuộc họp kết thúc Luân hiểu rằng ngay tại cuộc họp này đã diễn ra cuộc bàn giao giữa Harkin và phụ tá của ông ta. Luân rời phòng họp. Anh hy vọng tướng Harkin hay tướng Westmoreland sẽ mời anh ở lại. Đúng, có lời mời đó nhưng mời tướng Thiệu ở lại. Westmoreland nói to. Luân vừa về đến nhà, điện thoại reo. Mai Hữu Xuân hẹn gặp anh và muốn gặp ngay. Luân nghĩ, một cuộc hòa giải mới. Xuân chỉ có một xe quân cảnh hộ tống, bắt tay Luân ngồi xuống ghế và nói luôn. Tôi cho rằng chỉ có những tên ngu ngốc mới không đo lường hết tình thế nguy hiểm của Nam Việt. Và do đó, sự gắn bó giữa hai anh em có đầu óc càng cần phải thắt chặt. Tôi với đại tá vốn hiểm khích từ lâu. Tôi không muốn giấu giếm. Xong mỗi thái độ chỉ thích hợp với một thời kỳ. Từ từ hóa ra bạn cũng như từ bạn hóa ra thù. Xuân vào đề như ông ta đã tính toán sẵn. Chán bóng lưỡng, môi thâm, da ngâm. Tướng Xuân Ủy viên hội đồng quân nhân đô trưởng Sài Gòn kẻ không phải một lần ra tay khử Luân đang ngồi tâm tình với anh. Luân phân biệt rõ tướng Xuân và tướng Minh. Minh thật thà và có ý thức dân tộc. Xuân là tên mật thám chuyên nghiệp. Song Luân hiểu, hôm nay Xuân không nói dối, hoặc ít ra ông ta thật thà một cách chủ động. Dung đã chuyển cho Luân ý kiến của lãnh đạo về thái độ cần phải có với gã này và không cần đợi ý kiến lãnh đạo, Luân cũng phân tích được vị trí của nhóm thân Pháp bấp bênh ra sao hiện nay xuân nói tiếp trước hết tôi muốn đại tá bỏ qua những thành kiến trước đây với tôi nếu cần tôi xin lỗi đại tá dù tôi tự biết mình không có lỗi mà chỉ làm theo ý hướng của mình luân nói chan vào hóm hỉnh dẫu vậy vẫn chưa công bằng vì tôi chưa hề một lần toan tính xóa bỏ trung tướng xuân vồ vập đúng đúng đó là chỗ đại tá cao tay hơn tôi nhưng nói cho cùng cả đại tá và tôi đang còn sống ngồi ngó mặt nhau chỉ mới hôm kia thôi tôi chưa từ bỏ ý nghĩ loại bỏ đại tá nhưng tôi chợt tỉnh ngộ tôi lầm luân mỉa mai một cuộc hòa giải trên xác chết ông diệm ông nhu xuân tỏ ra không kém đại tá hận thật hay hận giả luân nói mắt long lên về việc giết người tôi hận thật vậy tôi xin lỗi đại tá lần nữa về việc đó chắc đại tá thông cảm nếu ông diệm ông nhu thoát chết thì người đầu tiên bị cọp xe xác phải là tôi quy luật cạnh tranh sinh tồn mà luôn nghe cổ họng mình có cái gì lờm lợm, muốn nôn. Bây giờ, mọi việc xảy ra đều theo ước muốn của chúng tướng. Không chắc, người ta đang tính loại bỏ chúng tôi. Lại quy luật cạnh tranh sinh tồn chăng? Quy luật dành chỗ ngồi. Xin lỗi, tôi đứng ngoài vòng cuộc tranh chấp đó. Nhưng đâu chỉ có tranh chấp ghế đầu. Đại tá là ai? Định làm gì? Xin đại tá đừng cho tôi là tên bị bịt mắt. Tôi hiểu đại tá gần như đại tá hiểu đại tá. Sở dĩ tôi đến đây là vì chuyện lớn Giọng của Xuân lạnh như nước đá Cứ cho như Trung tướng hiểu tôi đúng đi Nhưng Trung tướng đang là đô trưởng Tướng đính đánh bại ông Diệm nhờ chức tổng trấn Sài Gòn đó Đại tá quả sành đời Song hoàn cảnh của tướng đính và tôi không giống nhau Tổng trấn và đô trưởng Đâu thể ngang hàng nhau về quyền binh Trung tá Savani không dặn trung tướng điều gì sao Luân nhớ một cú đấm như võ sĩ quyền Anh Nhưng Xuân tỉnh bơ Có, song chính sách của Pháp còn lừng khừng. Trung tướng muốn gì ở tôi? Tôi muốn đại tá đừng đặt tôi vào vòng ngắm của đại tá. Trong những lúc thích hợp, chúng ta có thể dựa vào nhau mà hành động. Tôi đồng ý trên nguyên tắc, nhưng tôi e các ông không còn đủ thì giờ. Tôi sẽ chạy thi với thời gian. Trung tướng đoán hướng nào đe dạo hội đồng không? Tôi biết, Nguyễn Khánh và Nguyễn Văn Thiệu. Trung tướng định làm gì? Tiếc là ông Minh không mạnh tay Tôi phải tự lo Luân cười Trung tướng lo với gã thiếu tá Hay trung tá Hùng À Xuân nhíu mày mấy giây Nếu thằng đó khiến đại tá bực mình Thì tôi sẽ làm cho đại tá hết bực mình Chúng ta coi như đã thỏa thuận Xuân chào từ biệt Hôm sau Báo chí đưa tin Trên xa lộ Một tai nạn xe hơi rùng rợn Trung tá Lê Đình Hùng chết Khi xe tông phải một xe tải Luân đọc tin ấy mà dùng mình. Luân nhận quyết định của Bộ Quốc phòng do tướng Trần Văn Đôn ký, giao tranh nhiệm vụ Phó Tổng Thanh tra Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà Tổng Thanh tra là tướng Nguyễn Ngọc Lễ. Quyết định ký ngày 20 tháng 12, 4 ngày sau sắc lệnh 026, tịch thu tài sản của Ngô Đình Diệm, gia đình thuộc hạ gồm 21 người và tài sản của Đảng Cần Lao, phong trào cách mạng quốc gia, phong trào thanh niên Cộng Hòa, phong trào phụ nữ liên đới, Hội Việt Nam cao đẳng giáo dục, trong danh sách 21 người không có Luân, Trần Trung Dung và Tổng giám mục Ngô Đình Thục, Ngô Đình Luyện. Chủ tịch phong trào cách mạng quốc gia Trần Tránh Thành cũng được bỏ qua. Hơn nữa, ông ta đang đại diện cho chính phủ trong cuộc tiếp xúc với Sianuk ở Nam Vang. Tất cả chỉ là một pha hình thức, không làm thì dư luận phản ứng, mà làm thì phải tính đến mọi tế nhị của tình hình. Báo chí, Sài Gòn đã có đến 44 nhật báo, đưa tin với tiết chạy suốt 8 cột, song không có một bài bình luận nào ra hồn cần phải tránh sự việc đụng chạm đến hàng vạn người đang giữ chức vụ rất cao. Chế độ mới cố tạo ra một vỏ bọc khả dĩ mơ hồ dư luận, thành Cộng Hòa, đại bản doanh của Liên binh phòng vệ cũ, chuyển sang Bộ Giáo dục để xây dựng khu đại học. Đồng thời, chiều hướng ngược lại, sắc lệnh số 2, hủy bỏ lệnh bảo vệ luân lý, sản phẩm của Trần Lệ Xuân với vài điều chỉnh. Các tiệm khiêu vũ được mở cửa, nhưng phải nộp thuế xa xỉ 200 đồng trên mỗi khách và mỗi lần. Cấm vị thành niên vào quán nhảy hội đồng nhân sĩ được thành lập chính thức với 60 người. Đã 60 ngày qua kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính, Sài Gòn và Nam Việt vẫn trong thế thả nổi. Người khách không hẹn mà đến nhà Luân là bác sĩ Trần Kim Tuyến. Nghe Thạch báo tin ông ta, Luân mỉm cười. Gã mật vụ đang cố xoay, song nha chừng rất khó. Nhất là sau khi Nguyễn Tránh Thi về nước, thì căm Tuyến, nếu lột ra được ông ta thì Thi cũng không run tay. Bộ hạ của Thi bị Tuyến đánh hàng loạt số bị chết dưới gầm P42 không ít. Em muốn thi thúc giục thi trả thù. Cái khó cho thi là chiếc dù của Mỹ mà Tôn Thất Đính và Đỗ Mậu thừa hành, che chở. Tuy nhiên, giới quân sự Mỹ không ưa tuyến. Chủ tịch hội đồng quân nhân Dương Văn Minh phản đối việc tái lập cơ quan mật vụ. Theo ông, mọi việc do Tổng nha Cảnh sát, Tình báo quân đội và Trung tâm Tình báo quốc gia đảm đương khỏi cần thêm một tổ chức nữa. Đặc biệt, tổ chức mang tên mật vụ ghê rợn. Gã bác sĩ mật vụ thế nào cũng xì ra một mưu kế nào đó. Đúng như luân đoán, vừa bắt tay chủ nhà xong, tuyến sổ liền một hồi. Đại ta nghĩ thế nào? Tình hình bát nháo, chẳng còn ký cương. Mạnh ai nấy hành động, chia năm xẻ bảy. Cuộc đảo chính rốt cuộc sẽ đưa Nam Việt về đâu? Tại sao không thành lập một chính đảng cầm quyền, đủ sức lãnh đạo đất nước? Tại sao không khôi phục hệ thống nòng cốt trong quân đội? Tại sao không cho cơ quan mật vụ hoạt động? Tướng lĩnh suốt ngày tán phét, chủ tịch ấm ớ, thủ tướng thì không dám có lấy một cái gật, một cái lắc đầu chết đến nơi rồi. Người Mỹ đang theo dõi. Nếu chúng ta chẳng làm nên trò chống, họ sẽ bấm nút. Tôi tìm đại tá, bởi trước đây chúng ta từng hợp tác và chia sẻ. Đảng cần lao, quân ủy hay quá, phải không? Tôi muốn đại tá phát ra một phương hướng chính trị, một học thuyết thích ứng với đòi hỏi hiện tại. Tôi tin người Mỹ sốt ruột như tôi. Phó tổng thanh tra quân đội là bù nhìn, chúng nó định vô hiệu hóa đại tá. Đại tá lại dưới quyền một thằng đại cù lần khác là thằng Nguyễn Ngọc Lễ và cùng chức với một thằng đại cù lần khác là Phạm Văn Đồng. Tại sao đại tá lại nhận? Tôi biết nếu đại tá không nhận, chúng nó dối lên sẽ mời đại tá ở cương vị khác béo bở hơn. Tư lệnh một chiến thuật hoặc một quân chủng chẳng hạn. Tuyến tuyệt nhiên không nhắc buổi chia tay trước khi gã rời Sài Gòn, nhận quyết định là tổng lãnh sự ở Cairo và không nhắc đến tường bộ hạ thân tín của gã bị thạch bắn chết. Luân đợi Tuyến nói xong, chen vào một câu không ăn gì với chủ đề mà Tuyến đang hăng hái giải bày. Tôi tin là hội đồng quân nhân sẽ giao cho bác sĩ một trọng trách tuyến lắc đầu dứt khoát không đâu cái tôi đợi là hoặc vào khám hoặc lại ra đi bây giờ không còn là đại sứ hay tổng lãnh sự mà là một bí thư sứ quán luân cũng lắc đầu dứt khoát chẳng thế như vậy được tuyến cười héo hắt sao lại không thể như vậy tôi chẳng có ký lô nào trước các tướng lãnh nhưng người mỹ hiểu bác sĩ cũng không người mỹ chỉ dùng tôi như một nhân viên quyền họ sợ sao lại sợ à đại tá hỏi thật hay thăm dò người mỹ cho rằng tôi hay lật lọng người mỹ là quán quân của thoái lật lọng đấy kỵ yêu mà tôi hối hận đã không chuẩn bị tư thế như đại tá tôi chỉ là tôi không có thế lực tôi có lẽ còn tệ hơn bác sĩ chỉ có hai bàn tay trắng không đại tá không qua mặt tôi nổi đâu đại tá là ai một việt cộng một cia một cần lao tóm lại là một người mà cả tướng lãnh Nam Việt lẫn Mỹ đều cần. Còn tôi, tôi có một nhúm bộ hạ, nay hầu hết quay lưng lại tôi. Nếu Mỹ định khử tôi, thì một trong những bộ hạ của tôi sẽ nhận công việc đó. Chỉ cần một số tiền kha khá. Tôi dựa vào Francis C. Tuyến vụt cười giòn. Mà tay buôn lậu này, hắn là chọn đại tá chứ không chọn tôi. Tôi có cảm giác bác sĩ quá bi quan. Tôi chỉ nói sự thật. Sự thật bao giờ cũng chưa sót. Tôi... Tuyến ngập ngừng Đôi mắt cận chăm chăm nhìn vào Luân Tôi thổ lộ với đại tá Đồng nghĩa với việc giao sinh mệnh cho đại tá Liệu tôi có thể gửi sinh mệnh mình cho đại tá không? Luân trả lời ung dung Nếu bác sĩ ngại Tốt hơn hết là không nên nói Tôi biết số xe của tôi Đã bị ghi khi vào nhà đại tá Thậm chí chụp ảnh nữa Bây giờ ở chỗ ông Chiếu Hoặc là chỗ tướng Step Đã có các tài liệu về cuộc viếng thăm này Luân nhún vai Tôi nghĩ là không có gì phiền nhiễu bác sĩ. Mỗi ngày tôi tiếp hàng chục khách. Tướng Minh cũng đã đến đây. Tuyến rồn rập. Tôi biết. Chính tướng Minh đến nhà đại tá. Mà tôi biết người ta theo dõi mọi lui tới đây. Tôi xem bức ảnh chụp xe ông chủ tịch. Tướng đính cho tôi xem. Chẳng có sao cả. Quân cảnh bảo vệ tôi. Tuyến cười nửa miệng. Đại tá tin như vậy? Tất nhiên. Thôi. Dù sao sự xuất hiện của tôi không còn bí mật quân cảnh không báo cáo thì đại tá cũng báo cáo còn tùy báo cáo không phải chỉ mang bất lợi cho khách đến thăm tôi tuyến nói gãy gọn tôi nói thẳng tôi sửa soạn đảo chính luân bình thản anh không lộ một quan tâm đặc biệt trước tin kinh khủng này cả bác sĩ không nói đùa anh biết đại tá hoài nghi tôi chưa nói gì cả tôi có một con bài đại tá cần biết không Luân cười hóm hỉnh. Tôi không cần biết. Tuyến lột kính, lau lớp hơi mờ trên tròng, ngó Luân. Tại sao đại tá không cần biết? Vì tôi đã biết. Tuyến gần như nhảy dựng. Ai thông báo cho đại tá? Tổng nhà cảnh sát hay John Step? Chẳng ai thông báo cả. Tôi biết vì tôi biết, thế thôi. Tôi không tin. Dễ kiểm tra thôi. Có phải con bài của bác sĩ là người này không? Luân chấm ngón tay vào nước trà, viết hai chữ NK. Tuyến sững sờ. Đại tá không phản đối. Tại sao tôi phản đối? Ngoài con bài đó, tôi còn một số con bài khác. Luân ngắt lời Tuyến. Thôi đủ rồi, bác sĩ không nên đi quá xa. Thế là tốt, rất tốt. Đại tá không phản đối, không hành động chống lại. Tôi yên tâm. Tôi xem đây là một đóng góp của đại tá. Tuyến dối dít. Tôi chẳng đóng góp gì cả. Đó là đại tá nghĩ còn tôi tôi phải nhớ Tuyến chào Luân ra về Luân đóng cửa phòng Viết một báo cáo cho anh Sáu Đăng và A07 Với tư cách phó tổng thanh tra Luân tiến hành một cuộc thị sát Từ vùng 1 trở vào Tình hình quân sự nói chung là xấu Khu vực mất an ninh ngày một rộng hơn Có nơi lan tận thị xã, tỉnh lỵ Cái nhìn chung đó khiến Luân vui Thời cơ để quân giải phóng Và quần chúng tấn công chính quyền vẫn còn Tuy không đồng loạt như năm 60 song nguy hiểm hơn vì lần này lực lượng vũ trang cách mạng nắm khá nhiều súng dân vệ tỏ ra bất lực và cả bảo an cũng không phải là đối thủ của họ quân chủ lực và tổng chủ bị đều bị điều như trong chóng các trận đánh quy mô tiểu đoàn khá phổ biến mỹ nhiều lần phải trực tiếp can thiệp do đó số thương vong mỹ cũng gia tăng anh gặp lê khánh nghĩa ở tây ninh sau đảo chính nghĩa được trả về bảo an tỉnh cuộc tiếp xúc với viên chỉ huy bảo an tỉnh giúp luân hiểu thêm nhiều điều mới dù hai người toàn nói với nhau tiếng lóng luân tránh gặp riêng nghĩa tất cả các phiên làm việc đều công khai các sĩ quan trợ lý của luân có mặt cũng như các sĩ quan dưới quyền của nghĩa quân giải phóng lấy tây ninh và bình long làm địa bàn chỉ huy bộ chỉ huy miền nam do tướng trần văn quang phụ trách lấy bí danh là bảy tiến và tướng trần lương bí danh hai hậu phụ trách chính trị luân không quen hai tướng này nghĩa cho biết trần văn quang người thừa thiên còn trần lương người quảng ngãi quang từng làm tổng tham mưu phó quân đội nhân dân và lương phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần Trung ương Cục Miền Nam, bây giờ lấy tên là Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng, do Bí thư Nguyễn Văn Cúc làm bí thư. Võ Toàn, tức là Võ Chí Công, Phó Bí thư cũng đóng trên địa bàn này, với Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng mà luật sư Nguyễn Hữu Thọ đứng đầu, với các phụ tá cao cấp như bác sĩ Phùng Văn Cung, Hòa thượng Thích Thượng Hào, giáo sư chủng viện Đạo Thiên Chúa Joseph Maria Hồ Huệ Bá, thượng tọa người Miên, Sơn Vọng, lãnh tụ đạo cao đài phái Tiên Thiên Nguyễn Văn Ngợi, trung tá Bình Xuyên Võ Văn Môn đài phát thanh giải phóng thông tấn xã giải phóng báo giải phóng đoàn văn công giải phóng xưởng phim giải phóng đều sử dụng biên giới việt miên chạy từ đầu nguồn sông vàm quả đông sau đầu nguồn sông sài gòn làm căn cứ lưu khánh nay xuống miền tây chắc phụ trách tham mưu trưởng quân khu lê khánh nghĩa cố gắng thông báo tin đó với luân giọng nói và sắc mặt không thể thay đổi hắn là nghĩa đã gặp cha trong một dịp nào đó và hắn là nghĩa đang nhận nhiệm vụ theo nghĩa Sư đoàn bộ binh 13 vẫn không ổn, Luân hiểu là nội tuyến của ta tiếp tục phát triển trong sư đoàn này sau khi Phan Cao Tòng thôi chức sư trưởng. Nghĩa nhắc Luân nhớ băng trinh, vợ Cao Tòng mà nghề buôn lậu nhất định giúp cô ta giữ quan hệ cũ với các sĩ quan sư đoàn. Một khả năng đáng khai thác, Luân trách mình đã quên bẵng vụ trạm Lam Sơn bị quân giải phóng tiến công năm 60 và vợ chồng Cao Tòng nhờ anh che chở. Tôi không thích chỉ huy bảo an, tôi muốn nắm đơn vị chính quy, đánh nhau cho ra đánh nhau. Lê Khanh Nghĩa bày tỏ nguyện vọng khi đã báo cáo xong với Luân. Luân hiểu ý định của Nghĩa, từng nắm một trung đoàn thuộc sư năm và trung đoàn đó nổi bật trong cuộc đảo chính. Nó đánh thành Cộng hòa, khuất phục liên minh phòng vệ phủ tổng thống. Luân gật gù, gián tiếp cho Nghĩa biết là anh tán thành và sẽ nghĩ phương pháp giúp Nghĩa. Một nguyện vọng chính đáng, tôi ủng hộ chúng ta. Sư 13 được không? Cảm ơn đại tá. Nếu sư năm thì thuận hơn vì tôi đã quen với nó cũng tốt, sư nằm ăn ngữ thủ đô, đó là sư cơ động. Lê Khanh Nghĩa chiêu đãi cực kỳ long trọng luân và đoàn tùy tùng, một bữa ăn tối có đoàn ca nhạc rước từ Sài Gòn lên góp vui, có cả những màn thoát y. Luân thầm phục Nghĩa. Nếu tình báo nghi ngờ sự ủng hộ của Luân đối với Nghĩa, Luân sẽ đề nghị hội đồng quân nhân giao cho Nghĩa chỉ huy một trung đoàn hay chỉ huy phó một sư đoàn thì đã có một điều biện hộ đắc lực. Buổi tiệc lớn, màn thoát y và quà cáp mà mỗi người trong đoàn đều nhận. Luân gặp Trương Tấn Phụng, bây giờ là phó tỉnh trưởng Nội An, tỉnh Kiến Tường. Phụng không dự cuộc họp chính thức, chỉ có các sĩ quan bảo an và viên trung đoàn trưởng thuộc sư bảy báo cáo với Luân. Nhưng Phụng mời Luân ăn cơm riêng. Bữa cơm không vui, Phụng thắc mắc đủ thứ chuyện. Tất nhiên Luân càng giải thích, Phụng càng thắc mắc. Điều thắc mắc lớn nhất của Phụng là tại sao Mỹ thọc mò quá sâu vào nội tình Nam Việt và tại sao các tướng lãnh chưa vạch ra đường lối thoát khỏi cuộc chiến bì ối này. Phía bên kia dương ngọn cờ dân tộc còn phe quốc gia thì mỗi lúc một lộ nguyên hình là bù nhìn. Không rõ đại tá thế nào, phần em, em chán quá. Em không thể đâm thuê chém mướn, không thể nhìn đồng bào mình chết vô lối dưới làn bom đạn Mỹ. Ở kiến tường, nhóm sĩ quan Mỹ trịch thượng không chịu được. Nhiều lúc em muốn bắn dao mấy thằng chó đẻ đó, rồi ra tòa an binh. Luân nghĩ thầm, anh ta chỉ mới đi được một nửa chặng đường. Tại sao lại chịu ra tòa an binh mà không tính một ngã khác phụng giải đáp băn khoăn của Luân. Có lúc em muốn nhảy sang phía bên kia, xong một là em sợ họ không tin. Em vừa sĩ quan, vừa có đạo, giống như đại tá. Hai là ra bưng với hai tay trơn ăn thua gì. Hồi nắm quân, em chưa nghĩ đến khả năng này. Bây giờ làm tới chức nội an, chẳng có một mống binh tôm tướng cá, ngán quá trời. Giọng của Phụng kéo dài não nề. Đây là một Phụng khác hẳn. Trước kia, một chú học sinh ngờ nghịch, đâu có lối nói ngang, pha anh chị, cũng dễ hiểu mặt phụng rắn giỏi hơn mưa nắng đồng tháp mười cùng bao nhiêu biến động đột ngột dữ dội hẳn lên gương mặt hết còn những sợi lông măng theo đại tá tình hình rồi sẽ ra sao trường tân phụng hỏi luân một câu mà anh không biết phải trả lời như thế nào cho ổn luân lựa lời chiến tranh sẽ ác liệt hơn mỹ đánh với người việt chúng ta luân nhún vai mỹ và cả những người mang quân phục giống tôi là người việt Thật vô lý. Vô lý, đúng rồi. Sao chúng ta quen với mọi thứ vô lý, không phải mới có hôm nay? Tôi không đồng ý với đại tá. Phụng không xưng em nữa. Phải làm cho cái vô lý thành có lý. Luân cười mỉm. Nhưng như chúng ta nói, một tỉnh phó nội an biến cái vô lý thành có lý, e quá sức chăng? Phụng ngồi thử khá lâu. Em xin chuyển vị trí. Một lúc sau, Phụng hỏi Luân. Còn đại tá đại tá bằng lòng với chức phó tổng thanh tra sao? Luân không trả lời. Anh nghĩ đến Mai. Đây là một đầu mối tốt. Nếu Mai móc nối được và nếu phụng ra đơn vị. Em không bao giờ quên những bài viết của đại tá. Em mong đại tá đừng quên chúng. Câu từ giã của Trương Tân Phụng chẳng khác gì một lời khuyến cáo. Luân buồn buồn bắt tay Phụng. Những người như Phụng không ít, xong làm sao vạch cho họ con đường đúng và liên kết họ lại với nhau. Luân hỏi Chúng ta vẫn gặp Lê Khánh Nghĩa chứ Lâu rồi em không gặp Đại tá nhắc em sẽ phone cho nó Nguyễn Thành Động gặp Luân sôi nổi hơn hai người kia Động không úp mở Và có lẽ Động cũng ít nhiều hiểu quan điểm của Luân Nếu chưa hiểu thân phận của anh Tụi tá phí lù này không quét Thì chớ hòng xã hội sạch sẽ Toàn là vi trùng gono, nô Dầu chích một tấn Penny cũng không ăn thua Đại tá chắc không giành bệnh răng mai khi nó đã vô máu rồi thì thịt loét xương nhục mùi thối không chịu nổi chỉ cần ngồi gần cũng bị lây tôi không dại chịu chết chùm với chúng nó ông diệm ba trợn rõ ràng lắm ông nhu hiểm càng rõ ràng hơn mụ lệ xuân khôn vặt nhưng họ còn có cái gì để mình nể tới tụi thằng đính thằng mậu thì tôi chào thua ông bích minh thì không bao giờ có thể thành chính khách tôi phục nhân cách của ông mà mạnh thường quân khác nguyên thủ quốc gia tôi đọc đông chu liệt quốc mạnh thường quân bất quá nuôi được lũ bộ hạ để làm gà gáy, chó sủa, lúc túng lúc cùng, chứ làm sao chỉ được một nước. Quanh Bích Minh toàn ma cô ma cạo. Thẳng cha Mai Hữu Xuân, thâm như cặp môi thâm của y ta, nhưng thời buổi này chỉ bằng mẹo trẻ con. Mỹ cho nó một phát, chết không kịp ngáp. Chống cộng kiểu nhảy đầm, vút đùi em út. Tôi cá một ăn một trăm, cộng sản tràn ngập lãnh thổ thì không có đất mà chôn Thế là dọn sân bãi cho Mỹ nhảy vào. Tụi mình thành bác sân hết. Tôi thấy bọn sĩ quan kiến hòa Đêm không đi nhậu mà học tiếng Anh Đánh lễ thật dẻo từ All right. Đại ta thấy có chán không Cô vẫn Mỹ là cái thá gì Chúng nó rốt đặc can mai Vậy mà lên mặt ta đây Thằng cô vẫn bảo an kiến hòa Mặt dài như mặt ngựa Lúc nào cũng nhai kẹo cao su Một tuần hai buổi giảng về lý thuyết chiến tranh Nó chia lính Việt nhát Bữa nó giảng bài Ông Việt cộng nào đó chơi ác Ném một lựu đạn về bên trong sở chỉ huy bảo an Tụi tôi ngồi yên thằng cô vẫn đút đầu xuống gầm bàn đưa mông lên trời la như con heo bị chọc tiết vậy mà sau đó nó vẫn tiếp tục múa mỏ tớm thấy mẹ nguyễn thành động vẫn ngang như thủa nào song anh chẳng hiểu gì về chính trị yên chí chống cộng là đúng mặc dù anh không làm gì để chống cộng cả luân hỏi hơi trầm trọng quét bằng cách nào nếu tôi là đại tá tôi đủ sức quét cần một sư đoàn đảo chính gọn bân một tiểu đoàn vây bắt sạch hội đồng quân nhân một tiểu đoàn chiếm bộ tổng tham mưu, một tiểu đoàn chiếm đài phát thanh, dư hai ba trung đoàn chặn lối ra vào thủ đô, khống chế sân bay. Ba thằng tướng nhát như thỏ đế, tôi bắn thị oai vài loạt đạn, tụi nó té đái té cứt, bò lốm ngốm xin hàng. Luân tiếp tục cười cợt. Rồi thôi sao? Tất nhiên là phải có tuyên ngôn tuyên cáo, phải có hội đồng ủy ban, phải có chính phủ. Ai ra tuyên ngôn tuyên cáo? Tôi thì không ra được. Thằng trung ta quèn này chỉ có mấy cô quán ba, Trúc Giang biết đến đại ta ký tên cứ thăng nó lên đại tướng thống chế chết ai mà sợ ba ông lào đảo chính lia lịa đều đại tướng giáo quang le là tướng rồi đó anh nói chuyện bằng trời mà như đùa đại tá nghĩ rằng đảo chính thời buổi này là nghiêm chỉnh sao trò đùa tại sao không đùa chơi một phát tôi nghe phòng thanh Tây dương văn đức hơi mát cũng tính đảo chính thử thời vận đó luân cười vui thế thì anh thử thời vận đi Tôi đâu có ngán, nhưng bảo an yếu xìu, thiếu xe tăng, thiếu máy bay. Nắm được một sư đoàn hỗn hợp, tôi đánh dốc vô Sài Gòn liền. Tôi phơ tụi thằng Mậu, thằng Thi, thằng Kỳ, thằng Đính, ngay chợ Biến Thành, kề súng vào mang tay tướng Minh, bảo ra lệnh các vùng, các binh chủng đầu hàng. Tôi tôn đại tá lên ngôi quốc trưởng. Anh sẽ nhận chức gì? Tôi chẳng nhận chức gì. Trở lại với đám bảo an kiến hòa, ăn no ngủ kỹ, giao ước với Việt Cộng, đừng đụng tới thị xã. Thế làm sao anh chống cộng được? Chống cộng nghĩa là đất ai nấy ở Tôi không lấn chiếm vùng kiểm soát của Việt Cộng Việt Cộng đừng phá tôi Tương lai sẽ ra sao Đâu thể giữ công thức đó lâu dài mãi được Thầy kệ Tới đầu hay tới đó Luân biết động chưa có chủ đích chính trị Anh ta bực bội Và có thể anh ta manh động Nhưng Luân không tiện nói nhiều Nguyễn Thành động khác Trương Tấn Phụng Phụng suy nghĩ cân nhắc Còn động thì bóp chát Hễ ai đảo chính thì anh ta theo Đành phải để thời gian giúp kinh nghiệm cho anh ta chỉ ngại anh ta lốp bốp Chưa chi đã phải ra tòa án binh Luân lựa lời khuyên động Nhẹ nhàng thôi Tôi biết bọn chó săn đầy chợ bến tre Kệ tố tụi nó Thằng nào ló mòi tôi tống giam Lên gối cho hộc máu Ngay tụi cô vẫn Mỹ Có ngày cũng bị tôi Tôi đã tát tay một thằng vô văn phòng tôi Mà gác chân lên bàn Tụi nó làm um sùm Thằng Trần Ngọc sợ Tôi cho bố trí một chục khẩu đại liên ngay cửa Tụi nó đến lấc cất Tôi bắn Tụi nó ngán im re Luân lắc đầu thở dài Tại sao Bộ Quốc phòng chưa lột lon Nguyễn Thành Động Luân hơi lạ Có thể Sài Gòn quá bận rộn với việc khác Những tướng ghét động không đủ thời giờ Nhòm ngó một tỉnh nhỏ và hẻo lánh như Kiến Hòa Những tướng khác có khi ngầm tán thành động Nhưng chắc chắn Mỹ sẽ không bỏ qua đâu Tôi khuyên chúng ta bớt nói Xe giặt vẫn hơn Cảm ơn đại tá Nhưng tôi hiểu không sai chạy một ly Các cha nội hội đồng quân nhân Lo thân chưa xong tụi mỹ lo canh cánh cái đám sớm đầu tôi đánh hồ sơ của tôi nếu có xếp ở dưới chót hội đồng đến khi bị phơi áo cũng chưa giờ tới nó sức mấy mà hội đồng nhớ tới tôi luân vỗ tay động anh dám lập cộng hòa kiến hòa lắm tôi có một giang đội mạnh vài chục máy bay chiến đấu một chi đoàn thiết giáp một trung đoàn súng cao xạ và pháo tấn công thì tôi dám kéo cờ tuyên cáo kiến hòa là lương sơn bạc với tấm biển tổ bố thế thiên hành đạo mà phải mời đại tá ngồi ghế của tống giang nói giỡn chứ bớn chia nhỏ quá. Tôi đã làm đơn xin chuyển về định tường hoặc Long An, lý do vợ con tôi ở Tân Hương. Đâu có, tôi biết mà. Đại tá biết tôi chưa lập gia đình, xong bộ tổng tham mưu thì biết mẹ gì? Bồ của tôi ở Tân Hương thiệt. Tay động thật lanh chanh quá, luôn không mấy phấn khởi khi rời kiến hòa. Thế là năm 63 trôi qua, Noel một ngày buồn và Tết dương lịch còn buồn hơn buổi tiếp tân đầu năm của quốc trưởng tại dinh độc lập, tuy đủ mặt ngoại giao đoàn, song không những ly xâm banh, không hâm nóng nổi không khí chung, mà những nhà chính trị thành thạo chờ một cái gì đó bùng nổ tiếp sau cuộc đảo chính. Đại sứ Bốt Lốt vẫn tỏ vẻ mãn nguyện, chỉ mãn nguyện bề ngoài, vì người ta đôi lúc bắt gặp ông ta phân tâm, như đâm chiêu suy nghĩ về một bài toán khác bắt đầu hình thành trong ông. Đại sứ Pháp Thản Nhiên cũng bề ngoài nốt, ông ta không phải không biết âm mưu bài pháp sắp được công khai hóa sự răn đe của người mỹ với bộ sậu của tướng minh mỹ lật bảo đại tấn phong diệm là hất cẳng pháp họ không thích cái trò luận quẩn ấy tái hiện mỹ lật diệm và tấn phong dương văn minh nhất thiết không có nghĩa là phe thân pháp ngoi lên và phục thù trong lúc chúc mừng quốc trưởng nhân dịp đầu năm ca bốt lốt nói ngắn và nói vừa đủ cho mọi người nghe thưa trung tướng chủ tịch tôi hân hạnh thay mặt chính phủ và nhân dân hoa kỳ khi tông tiễn năm cũ về quá khứ và đón năm mới chúc trung tướng chủ tịch toàn thể hội đồng quân nhân chính phủ và dân chúng việt nam cộng hòa những ngày tháng sắp tới đầy hy vọng với chúng ta thành viên của thế giới tự do chúng ta chịu ân sủng của thượng đế và bằng lòng với sự an bài của thượng đế hôm qua là hôm qua nền dân chủ mà chúng ta hy sinh để bảo vệ sẽ hướng về phía trước cũng như việt nam cộng hòa mãi mãi đứng vững trên tư thế tiền đồn của thế giới tự do không ai có thể quay ngược bánh xe lịch sử chủ nghĩa thực dân gây đau khổ cho dân chúng quý quốc chế độ gia đình trị cũng như thế. Bây giờ Việt Nam Cộng Hòa giành được một triển vọng tốt đẹp. Nó đảm bảo sự nghiệp chống cộng đạt thắng lợi. Chừng nào Việt Nam Cộng Hòa kiên định lý tưởng tự do và chống cộng, không ngã nghiêng, thì chừng đó Hoa Kỳ sát cánh với các bạn. Rõ ràng ca bốt lốt cảnh cáo tướng Minh và nhắn khéo chính phủ Pháp. Ý này bộc lộ trắng trợn khi ông ta chạm cốc với tướng Minh. Trung lập là nạn dịch nguy hiểm. Trung tướng quốc trưởng ít cười chứ những lúc bắt buộc phải cười không thông thạo lắm về chính trị song ông hiểu rằng trò chơi vừa pha khởi sự vai trò của ông và đồng sự bấp bênh như thế lực thật của các ông tay đại sứ pháp yếu quá đó là nhận xét của trung tướng chủ tịch nhận xét thầm thôi quốc trưởng nói còn ngắn hơn ca bốt lốt và ông đã khiến đôi mày của vị đại sứ mỹ nhíu lại một cách lộ liễu thưa các vị đại sứ và đại diện ngoại giao nhân đầu năm theo tây lịch tôi cảm ơn các vị đã đến chúc mừng hội đồng quân nhân cách mạng chính phủ việt nam cộng hòa và cá nhân tôi tôi xin chúc các vị quý mến và quốc gia của các vị đại biểu một năm tốt đẹp việt nam cộng hòa vừa trải qua cơn xáo trộn chúng tôi đang cố gắng khôi phục để tình hình trở lại bình thường nguyện vọng của nhân dân chúng tôi là được sống trong thanh bình và tình huynh đệ về ngoại giao chúng tôi hy vọng liên kết với mọi quốc gia theo nguyên tắc bình đẳng không can thiệp vào nội bộ mỗi quốc gia giữ nếp sống chính trị và văn hóa riêng mà mình lựa chọn xin mời các vị cạn ly. Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa không nhắc, dù là một lần, về quyết tâm chống cộng, không lên án Bắc Việt, không cảm ơn Hoa Kỳ, không chúc sức khỏe Tổng thống Johnson, không ca ngợi Đại sứ Mỹ, tác giả của cuộc khuyên đảo đưa Bích Minh lên sân khấu. Tất cả những người có mặt đều thấy thái độ giận dỗi của ca bút lốt lúc kết thúc buổi tiếp tân. Ông ta cố ý nện mạnh, gót giày lên bậc thềm. Một điều chỉnh nhỏ, năm hôm sau buổi tiếp tân ở Dinh Độc Lập, văn phòng hội đồng quân nhân ra thông báo mà không kèm theo một lời giải thích. Trung tướng Tôn Thất Đính từ Tổng trưởng An ninh chuyển sang Tổng trưởng Nội vụ. Thiếu tướng Đỗ Mậu làm Tổng trưởng Thông tin thay Thiếu tướng Trần Tử Oai. Trung tướng Trần Văn Đôn thôi Tổng trưởng Quốc phòng mà lĩnh chức Tổng tư lệnh quân đội. Cuộc điều chỉnh tất nhiên có dụng ý, không còn bộ an ninh mà chỉ còn bộ nội vụ. Công việc an ninh bỏ ngỏ trong khi chờ đợi một Tổng cục trưởng tình báo. Đỗ Mậu lẽ ra giữ một trọng trách hơn bộ thông tin Tổng tư lệnh chỉ là danh nghĩa dành cho tướng đôn cũng như tổng tham mưu trưởng dành cho tướng kim. Riêng Trần Thiện Khiêm với được chỗ béo bở. Quân đoàn 3 và vùng 3 không chế thủ đô, nơi mà tướng đính đã sử dụng binh lực để làm đảo chính. Cả một lốt gì các quân cờ, tán thành hay không, tướng Bích Minh cũng phải ký một quyết định, mà thế của ông qua đó đã mỏng càng thêm mỏng. Hai dấu hiệu khác mang ý nghĩa báo động. Đám tang nhất linh Nguyễn Tường Tam bỗng biến thành cuộc biểu tình chống trung lập. Cái chết của Nhất Linh, dù ai tưởng tượng đến mấy, cũng không thể cột nó với ý nghĩa phản đối thuyết trung lập. Ngân hàng quốc gia bỗng công bố giá vàng từ 6.200 đồng lên 6.500 đồng một lạng, kéo theo giá hối đoái đồng bạc so với đồng đô la Mỹ. Dung lái xe, thong thả chạy qua chùa xá lợi, cờ phướn dập cổng chùa, nơi tiến hành đại hội thống nhất Phật giáo. Ngôi chùa từng là địa điểm xung đột đẫm máu mấy tháng trước, nay trang hoàng rực rỡ. Cờ Phật giáo uốn lượn trước cơn gió nhẹ trên từng chiếc cột dài theo đường bảo huyện Thanh Quan. Có vẻ như cuộc tranh chấp xung quanh chuyện quyền treo cờ đã kết thúc mà thắng lợi thuộc về giới Phật tử. Nhưng lẽ nào về chuyện treo cờ tôn giáo mà một triều đại sụp đổ? Tất cả chỉ là cách cớ. Ngô Đình Diệm chọn cách cớ phải tôn trọng quốc kỳ để ngăn ngừa một nguy cơ đối với chế độ của ông ta. Những người theo đạo Phật bình thường, họ chiếm số đông và rất thành tâm, dồn nỗi bất ức chế độ Ngô Đình Diệm lên cách cớ không được treo cờ họ được hàng triệu người không theo đạo Phật ủng hộ. Đây là lực lượng chủ công trong trận đánh chính trị đầy gian khổ, qua vô vàn hy sinh và tiềm ẩn trong họ ý thức chống diệm, đồng nghĩa với chống Mỹ xâm lược, chống Mỹ gây chiến tranh, chống Mỹ hủy hoại đạo lý dân tộc. Giới cầm đầu Phật giáo cũng không đồng nhất. Bộ phận chân tu đau lòng trước cơn pháp nạn, ít nhiều hiểu Ngô Đình Diệm là cái bóng của Mỹ, do Mỹ đặt để chống Diệm, tức là chống một phần chính sách của Mỹ. Họ không hứng khởi vì chỗ treo của một lá cờ. Họ băn khoăn vận nước song họ không đủ nhạy bén chính trị, ít tháo vát, ít mưu lược. Bộ phận cực đoan dùng phong trào Phật giáo như chiếc bình phong để đạt ý đồ chính trị. Hễ Phật giáo trở thành quốc giáo thì họ là chúa tể của mảnh đất này, nắm quyền lực tinh thần lẫn vật chất. Đổ máu hay cái gì khác không khiến họ bận tâm. Họ sẵn sàng đưa hàng chục vạn sinh mệnh tín đồ mà quân phục Mỹ và chấp nhận vật vị tuyến 17. Họ dính dáng với tình báo Mỹ và các đảng phái do tình báo Mỹ tài trợ. Họ căm thù cộng sản và những cái do cộng sản đẻ ra như là giải phóng đất nước, xây dựng tổ quốc. Bộ phận đứng giữa dù gồm một số người lừng chừng không có chủ đích, đánh đồng Mỹ và Cộng sản. Họ lại bị số cơ hội chủ nghĩa nhiều tham vọng cầm đầu. Những kẻ dùng mọi đối địch để giành quyền chế ngự cả đạo lẫn đời. Liệu Đại hội Thống nhất Phật giáo dung hòa nổi các mâu thuẫn nội tại ấy hay không? Khả năng phái chân tu đã bị cô lập thì đã rõ. Một thích thiện hoa, một thích thiện luật, một thích trí tịnh, luôn cả thích tịnh khiết, thích đôn hậu, thích trí thử, khó mà chi phối những thích tâm châu, thích tâm giác, thích đức nghiệp sát máu, được thích nhất hạnh quý quyệt hỗ trợ. Quyền bính thực sự sẽ lọt vào tay số ăn tiền Mỹ. Quần chúng bị lừa gạt trước những ngọn cờ Phật uốn lượn trong gió, không ở trong quân viên nhà chùa mà ngoài quan lộ này. Những hy sinh lớn lao của Phật tử rốt lại chỉ gắn lên cầu vai của một số thượng tọa đại đức, quân hàm sĩ quan tuyên úy nhằm trang bị một số người cầm đầu những gian phòng lộng lẫy có máy điều hòa nhiệt độ những chiếc ô tô sang trọng và tệ hại hơn những cô gái mơn mởn cùng tài khoản nước ngoài tính bằng đô la. Dung theo đuổi ý nghĩ cho đến khi xe cô dừng lại ở đầu đường nơi giáp với đại lộ Hồng thập tự. Ngôi nhà mà Dung tìm đây rồi, một biệt thự kiểu mới. Dung bấm chuông. Người tiếp Dung là Lưu Thị Băng Trinh, vợ của thiếu tướng Phan Cao Tòng, trưởng quân tiếp vụ, nguyên sư trưởng sư 313, <laughs> nguyên sư trưởng sư 13. Mặc dù cách nhau hơn 3 năm, Băng Trinh vẫn không thay đổi. Có lẽ chuyến thăm của Dung hơi đột ngột nên Băng Trinh không được bình tĩnh lắm. Qua vài lời chào hỏi và cử chỉ của Băng Trinh, Thúy Dung khẳng định rằng Băng Trinh vẫn như xưa, vẫn thật thà. Em không ngờ gặp bà. Tụi em định thỉnh thoảng đến chào ông bà, nhưng ngại quấy rầy ông bà. Anh Tòng của em thường nhắc ông bà, nhớ cái ơn lớn đó. Mà ảnh dặn em, đại ta nghiêm lắm. Thôi mình nhớ ơn, thì để bụng. Nay thăm mai viếng, E đại tá không bằng lòng Dung ngắt lời băng trinh Ơn nghĩa gì mà chị nhắc Ông thiếu tướng vắng nhà Dạ Anh Tòng của em bữa nay đi thăm ông Chiểu Họ là bạn bè thuở xưa Ông Chiểu sắp lãnh một bộ nào đó Dung hỏi như tình cờ Chị có hay về quê không Băng trinh sởi lời Dạ có Em lên Tây Ninh thăm anh Nghĩa Công việc làm ăn của chị thế nào Cũng tảm tạm tạm cơ sở nuôi bò của em vẫn ở chỗ cũ. Câu chuyện từ chỗ thủ tiếp xã giao chuyển dần sang các nội dung cao hơn. Bây giờ Thủy Dung tin chắc mình gặp băng trinh là đúng. Băng trinh liên hệ chặt với Lê Khanh Nghĩa đã xuống rừng U Minh thăm Lưu Khánh. Những khám phá gián điệp của Dung nhờ băng trinh tin Dung mà lộ ra. Dung đi đến kết luận. Cô ta nhất định nhận nhiệm vụ gì đó của các đồng chí. Phần Phan Cao Tòng qua băng trinh Dung hiểu ông ta mù tịt việc làm của vợ Bản thân ông ta lo làm giàu Nghề quân tiếp vụ Luôn mang tiền vô như nước Tuy vậy Tòng không phải loại trong cách mạng Ông ta an phận thủ thường Bằng trình quan hệ rộng với các sĩ quan Trong đó Dung chú ý Lê Đạo quê Quảng Bình Nguyên trưởng phòng an ninh sư đoàn 13 Người từng thảo một báo cáo bịa đặt Trong vụ hậu cứ sư đoàn 13 bị tấn công năm 60 Và luôn còn giữ báo cáo đó Hiện nay Đạo mang hàm trung tá Sĩ quan sư đoàn 5 thuộc bộ tổng tham mưu chuyên theo dõi tình hình vùng 2. Có thể dùng tài liệu này mà không chế lê đạo không? Dùng đắn đo mãi. Sau cùng, cô nghĩ tốt nhất nên đưa tài liệu đó cho Lê Khanh Nghĩa. Cô sẽ gửi bản sao theo đường bưu điện mà không cần nhắc nhở gì. Tự khắc Nghĩa sẽ hiểu ra công dụng của nó và tìm cách sử dụng có lợi nhất. Dung gặp băng trinh để cốt xác định giả thiết của Luân và thăm dò thử thực lực của Nghĩa nắm Cô yên tâm. Nghĩa tạo được chân rết khá rộng và trong mọi hoàn cảnh nào nghĩa cũng yểm trợ được cho luân tìm mai khó hơn tìm băng trinh báo ngôn luận và người việt tự do đang ở mục giao vặt nhắn bà đào nguyên tiếp viên hàng không e việt nam trước ở đường trần hưng đạo để thương lượng vụ mua nhà hỏi chị cả có thể liên lạc bằng điện thoại mà bà đã biết luân và dung không dám mạo hiểm đến nhà chị cả họ cũng ít hy vọng gặp được mai từ sau vụ đánh bom dinh độc lập đến nay đã lâu không rõ mai còn ở thành phố hay đã ra khu Báo đăng ba kỳ liền, chẳng thấy động tĩnh gì. Họ bắt đầu nghĩ đến phương án khác. Báo cáo với anh Sáu Đăng. Đến một tuần lễ sau, vào buổi trưa điện thoại gieo, Mai hẹn gặp Luân. Mai hóa trang người xin làm việc vặt đến nhà Luân. Dung tiếp Mai ngoài hiên. Mai đang ở chiến khu, đọc báo biết có việc cần, vừa vào thành phố hôm qua. Dung thông báo liền tình hình Nguyễn Thành Động và Trương Tấn Phụng. Mai nghe rất chăm chú. Trả lời câu hỏi của Dung về tướng Đức, Mai lắc đầu chưa đạt được một quan hệ nào tốt. Nhưng về tướng Lâm thì Mai mỉm cười. Dung có thể hiểu là chị của tướng Lâm đã tiếp xúc với ông ta và tin cậy được. Tình hình mâu thuẫn tôn giáo ngày mỗi căng thẳng. Ít nhất cái vẻ bề ngoài cho họ cảm giác như vậy. Bộ nội vụ ra một thông cáo kêu gọi dân chúng đừng nghe theo các tin kích động. Không hề có xung đột tôn giáo. Tuy nhiên tại tỉnh Bình Tuy, quận trưởng Tánh Linh nổ súng, bắn chục tín đồ thiên chúa giáo bị chết, nhiều người bị bắt đây là số dân dinh điền võ trang gậy gộc không chịu cho quận trưởng khám xét quận trưởng được mật báo dân dinh điền tàng trữ thuốc nổ và chuyển đơn chống chính phủ một phái đoàn từ sài gòn ra tánh linh điều tra theo yêu cầu của một số linh mục giáo hội phật giáo bầu thích tâm châu làm viện trưởng viện hóa đạo cơ cấu giáo hội cải tổ hoàn toàn với hệ thống và chức danh na ná một bộ máy nhà nước quyền hành pháp thuộc viện hóa đạo dấu hiệu đầu tiên về cơn rối loạn mới xuất hiện mấy cuộc biểu tình gượng ép, một số sinh viên học sinh do ai đó giật dây xuống đường chống thuyết trung lập. Nhân ông Bastervan, giám đốc viện văn hóa Pháp thăm Sài Gòn. Trước đó mấy hôm, chính phủ Pháp quyết định công nhận chính phủ Bắc Kinh và lập quan hệ ngoại giao với cấp đại sứ. Chính phủ Sài Gòn không nhận tân đại sứ Pháp, Ducadier, vì ông này từng làm đại sứ Pháp ở Cuba. Đà chống Pháp và chủ trương chống trung lập mở rộng, tất nhiên hoàn toàn giả tạo. Hội đồng nhân sĩ lên án mưu toan trung lập hóa Nam Việt. Chính phủ tuyên bố sẽ có biện pháp mạnh đối với Pháp. Hội đồng nhân sĩ kêu gọi chính phủ đoạn giao với Pháp. Bộ kinh tế cấm nhập hàng Pháp, không cấp hộ chiếu nhập cảnh cho người Pháp và mang quốc tịch Pháp. Sinh viên yêu cầu chính phủ quốc hữu hóa tài sản của Pháp. Dư luận hiểu biết chính trị đoán rằng bức màn khói nói trên màu đầu cho một cú gì đó. Cuộc điện đàm trưa ngày 29 tháng 1 năm 64. Alo, tôi xin được nói chuyện với Trung tướng Tổng Tư lệnh Quân đội. Ai đó? Tôi, Đại tá Nguyễn Thành Luân. Trung tướng đang nghỉ chưa? Tình hình rất xấu, tôi muốn hầu chuyện gấp với trung tướng. Không thể được. Đại tá không biết sáng nay trung tướng vừa làm lễ cưới không chính thức với một nghệ sĩ tên tuổi sao? Alo, tôi xin nói chuyện với trung tướng tổng trưởng nội vụ. Ai đó? Tôi, Đại tá Nguyễn Thành Luân. Ok, đợi một phút. Alo, đính đây. Việc mô mà đại tá gọi, Trình Trung tướng, theo các nguồn tin chắc chắn, một cuộc động binh lớn đang âm thầm diễn ra. Một cuộc động binh lớn? Mần răng có chuyện đó, quân ở đâu? Quân ở quân đoàn 2, kết hợp với thiết giáp. Này, đại tá định đánh một đòn gì đấy? Có tiếng ngáp và tắt máy. Alo, tôi xin nói chuyện với Trung tướng Mai Hữu Xuân. Tôi đây, ai đó, việc gì? Thưa, tôi là đại tá Nguyễn Thành Luân. Tôi nghĩ rằng đang có một cuộc sửa soạn đảo chính. Tôi cũng nắm được một số tin tức. Tôi sẽ trao đổi với hội đồng quân nhân. Đại tá nên báo ngay với trung tướng chủ tịch. Alo, tôi xin gặp trung tướng chủ tịch. Ai đó? Tôi, Đại tá Nguyễn Thành Luân. Chào đại tá, tôi là thiếu tá Nhung, xin đại tá chờ một chút. Alo, minh đây, có việc gì anh Luân? Thưa, đang có một cuộc bố trí quân, tôi nghĩ đến khả năng đảo chính. Vậy ư? Quân của ai? Của tướng Nguyễn Khánh. Chà chà xin trung tướng chủ tịch phát lệnh báo động im lặng một lúc đại tá liên hệ với đại sứ quán mỹ chưa với tướng john step chẳng hạn thưa chưa lại im lặng nếu người mỹ cho phép dẫu tôi báo động cũng như không tôi chỉ có trách nhiệm báo với trung tướng chủ tịch mọi quyết định do trung tướng cảm ơn anh để tôi suy nghĩ tôi phải trao đổi với tướng đôn tướng đính tướng kim và tướng xuân tôi nghĩ rằng mục tiêu mà ông khánh nhắm vào là chủ tịch và các vị tướng mà chủ tịch vừa nhắc có thể cảm ơn anh alo có phải anh luân đó không anh đây saroyan anh nghe ngày nay ngày mai anh không được ra khỏi nhà bảo dung không đi làm bé lý không đi học anh hiểu em nói gì chứ hiểu john thông báo với anh vậy không có thể hiểu như vậy cảm ơn saroyan anh nhớ không ra khỏi nhà ừ anh nghe rõ các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 41 của tiểu thuyết Ván bài lật ngửa. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.